mở ra, được chưa? Van động mạch chủ mở ra để làm cái gì? À, thì lúc này máu từ trong tâm thất nó sẽ đi ra ngoài động mạch chủ, được chưa? Sẽ đi ra ngoài động mạch chủ. Thì thời kỳ mà cái máu á, mà từ trong tâm thất của mình nó đi ra ngoài động mạch chủ nè, thì mình gọi nó là thời kỳ tim bơm máu ra ngoài, được chưa? Giải thích từng câu từng chữ luôn, được chưa? Tim bơm máu ra ngoài là gì đó, được chưa? Đó. Rồi giai đoạn tim bơm máu ra ngoài này nó sẽ chia ra làm hai giai đoạn nhỏ nữa, chia hoài mệt ha. Rồi bây giờ em ví dụ nha. Rồi bây giờ em có một cái bong bóng, rồi em có một cái bong bóng đi, dễ không, hình tròn, rồi cái bong bóng ha. Rồi bên trong bong bóng này á chị, thì nó chứa nước không à? Nước rất là nhiều trong này, nước rất là nhiều trong này. Cũng chưa nhiều lắm, rồi chưa nhiều nhiều đi. Rồi nước ở bên trong này rất là nhiều ha, nước trong này rất là nhiều. Rồi rồi bây giờ á, em ví dụ nè, nếu mà em lấy một cái, nếu mà cái bong bóng đang chứa căng căng cứng ngắc nước trong này, được không? Bong bóng em bơm nước vô trong này thiệt là nhiều luôn. Bây giờ nếu mà em lấy cây kim em chích vô một cái cho cái bong bóng này nó vỡ ra, thì bây giờ em hỏi anh chị nè, bây giờ cái lượng nước ở bên trong tâm thất này nó sẽ bơm ra một cách ồ ạt, hay là nó bơm ra, nó sẽ xì ra một cách từ từ? Ồ ạt. Tại vì sao? Tại vì thể tích bên trong cái bong bóng này rất là lớn, cho nên áp lực bên trong tâm thất, trong cái bong bóng này cũng rất là lớn, cho nên khi mà mình chích vô một cái cho bong bóng nó vỡ ra đó, thì lúc này nước nó sẽ ồ ạt chảy ra. Thì cái tâm thất của mình nó cũng y chang như vậy. Thì bây giờ cái tâm thất của mình nó là cái bong bóng, à bên trong này em chứa rất là nhiều nước bên trong này, tức là chứa rất là nhiều máu ở trong này. Khi mà cái van động mạch chủ nó mở ra, nó giống như là lúc mà em lấy cái kim em chích vô cái bong bóng vậy đó, được chưa? Thì cái giai đoạn đầu tiên, 1/3 thời gian đầu tiên của cái giai đoạn tim bơm máu ra ngoài á, máu của mình nó sẽ ồ ạt, nó chảy ra ngoài động mạch chủ, được chưa? Vậy là nó chia ra làm hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn tim bơm máu nhanh, tức là nó chỉ chiếm 1/3 thời gian thôi, tuy nhiên là tới 70% lượng máu ở trong tâm thất của mình được bơm ra ngoài động mạch chủ, được không? Rồi sau khi mà nó bơm phần lớn nước ra rồi, thì bây giờ còn có xịt nước à, còn có xịt nước trong này à, thì lúc này lượng nước trong này nó sẽ rỉ rả chảy ra ngoài. Thì cái lượng nước chảy rỉ rả ra ngoài như vậy, người ta gọi nó là giai đoạn tim bơm máu chậm, được chưa? Nó chiếm 2/3 thời gian lận, tuy nhiên chỉ có 30% lượng máu trong tâm thất được bơm ra ngoài thôi, được chưa? Vậy là anh chị hiểu được cái giai đoạn là tim bơm máu ra ngoài nó chia ra làm hai giai đoạn. Giai đoạn tim bơm máu nhanh chiếm 1/3 thời gian, tuy nhiên là bơm được 70% lượng máu. Tim bơm máu chậm chiếm 1/3 thời gian, chiếm 2/3 thời gian, tuy nhiên nó chỉ bơm được 30% lượng máu thôi, được chưa? Nói tóm lại, ở thời kỳ tâm thu của mình nó sẽ chia ra làm hai giai đoạn, giai đoạn tâm nhĩ thu và tâm thất thu. Tâm nhĩ thu thì tức là tâm nhĩ nó bóp máu, tâm nhĩ nó co bóp, tâm nhĩ nó co bóp. Khi mà tâm nhĩ co bóp thì lượng máu nó đi xuống tâm thất, lượng máu đi xuống tâm thất thì lúc này áp lực bên trong tâm thất tăng lên, được chưa? Nó sẽ đóng lại cái van hai lá lại, được chưa? Nó tới đây đóng cái van hai lá lại và nó bước vào thời kỳ thu thất. Thu thất của mình chia ra làm hai giai đoạn, giai đoạn căng tâm thất hay còn gọi là giai đoạn là co cơ đẳng trường, được chưa? Thì lúc này cơ tim của mình nó sẽ gồng lên, gồng lên, gồng lên, gồng lên để làm gì? Để làm tăng cái áp lực bên trong tâm thất hơn nữa, tăng cái áp lực bên trong tâm thất hơn nữa, đến cái mức nó lớn hơn so với là ở ngoài động mạch chủ. Thì nó giống như là một cái người, người ta từ bên trong tâm thất này người ta đẩy cánh cửa van động mạch chủ đi ra, thì lúc này van động mạch chủ nó sẽ mở ra và nó sẽ bước vào thời kỳ tim bơm máu ra ngoài. Thì tim bơm máu ra ngoài nó chia ra làm hai giai đoạn, giai đoạn tim bơm máu nhanh và tim bơm máu chậm. Tim bơm máu nhanh nó chiếm 1/3 thời gian, tuy nhiên bơm được 70% lượng máu. Tim bơm máu chậm nó chiếm 30 phần nó chiếm 2/3 thời gian, tuy nhiên nó bơm chỉ được 30% lượng máu thôi. Ok, đó là thời kỳ tâm thu ha, đó là thời kỳ tâm thu, ok. Rồi bây giờ cuối thời kỳ tâm thu, tức là bây giờ tim nó bơm hết trơn lượng máu ra ngoài rồi, tim từ trong tâm thất này nó bơm hết trơn lượng máu ra ngoài động mạch chủ rồi, chuyện gì xảy ra ta? Vậy là khi mà tim bơm máu ra hết ngoài động mạch chủ rồi, thì bây giờ lượng máu bên trong tâm thất của mình nó sẽ giảm xuống, tức là thể tích giảm xuống. Thể tích giảm xuống thì tức là áp lực giảm xuống. Áp lực giảm xuống thì sao? Nó nhỏ hơn áp lực ở ngoài động mạch chủ thì sao? Thì van động mạch chủ này sẽ đóng lại và bước vào thời kỳ tâm chương, được chưa? Bước vào thời kỳ tâm chương là thời kỳ tiếp theo nè. Đó.
hiểu được cái câu là van động mạch chủ, van bán nguyệt là nó ý nó nói là van động mạch phổi, van động mạch chủ đó. Bây giờ mình tự hiểu nhau là van động mạch chủ đây ha. Đó, thì là anh chị hiểu được cái câu bắt đầu thời kỳ tâm trương là van động mạch chủ đóng lại chưa? Ok không? Là tại vì đó, thầy, sao đâu? Chị nói đi. Sao chị nói đi chị? Có gì không chị? Dạ không, ok thầy. Ok, hiểu ha. Tức là cái van động mạch chủ của mình đóng lại là có nguyên nhân của nó, là tức là bơm máu ra ngoài hết rồi thì thể tích trong tâm thất của mình giảm xuống, thể tích giảm xuống thì áp lực giảm xuống, áp lực giảm xuống thì nó nhỏ hơn áp lực ở ngoài động mạch chủ thì van động mạch chủ đóng lại. Được chưa? Vậy là bắt đầu thời kỳ tâm trương là van động mạch chủ đóng lại. Nó là gì đó? Rồi, thì giai đoạn tâm trương nó sẽ chia làm hai giai đoạn, giai đoạn giãn đồng thể tích và giai đoạn tim hút máu về. À, đọc thì nó thấy nó ngược ngược, nó ngược lại, giống như nó ngược lại với cái giai đoạn tâm thu. Tâm thu là cái tim của mình nó sẽ co bóp để mà đẩy cái lượng máu ra ngoài, đúng chưa? Nói chung là như vậy. Còn tâm trương thì là nó sẽ giãn ra để mà nó hút cái lượng máu về, hiểu không? Nó như vậy. Thôi, giai đoạn đầu tiên của thời kỳ giãn đồng thể tích thì là bắt đầu thời kỳ tâm trương là giai đoạn giãn đồng thể tích, đúng không? Lúc này van động mạch chủ đã đóng lại, van hai lá chưa mở ra, thì lúc này cơ tim của mình ở trong tâm thất nó sẽ bắt đầu relax, nó sẽ bắt đầu thư giãn, được chưa? Nó giãn ra, được chưa? Khi mà nó gồng lên, cơ tim mình nó gồng lên thì áp lực nó tăng lên, còn khi nó thư giãn thì áp lực nó sao? Áp lực nó sẽ nhỏ xuống, giảm xuống, chính xác. Áp lực trong tâm thất sẽ giảm rất là nhanh, được chưa? Thì áp lực trong tâm thất nhanh để làm cái gì ta? Để làm cái gì? Nó giảm xuống, nó giảm xuống tới cái mức nó thấp hơn ở trên tâm nhĩ, được chưa? Bây giờ áp lực của mình nó giảm, áp lực trong tâm thất nè, nó thư giãn, cái cơ nó thư giãn thì áp lực nó giảm xuống, áp lực nó giảm xuống đến cái mức mà nó nhỏ hơn cái áp lực bên trên tâm nhĩ, được chưa? Thì sao? Thì bây giờ áp lực trên này nè nó cao hơn áp lực ở dưới này, được chưa? Thì nó như là một cái thằng nó đứng ở chỗ này, nó đẩy cánh cửa này ra thì van hai lá mở ra, được chưa? Van hai lá mở ra thì chuyện gì xảy ra tiếp? Thì lúc này cái lượng máu bên trên tâm nhĩ của mình nó sẽ tại vì mình cái van hai lá nó mở ra thì lúc này cái máu từ trong tâm nhĩ của mình nó sẽ tự động nó đi xuống thôi, đúng không? Máu của mình trên tâm nhĩ của mình nó sẽ tự động nó đi xuống thôi. Thì giai đoạn đó người ta gọi là giai đoạn tim hút máu về, được chưa? Đó, và nó cũng chia ra làm hai giai đoạn là tim hút máu về nhanh và giai đoạn tim hút máu về chậm. Tim hút máu về nhanh chiếm đến 70% lượng máu về thất, được chưa? Còn tim hút máu về chậm thì nó chỉ chiếm 30% lượng máu còn lại thôi ha. Và anh chị cần phải lưu ý như thế này là giai đoạn tim hút máu về chậm á, thì nó sẽ trùng với giai đoạn là thu nhĩ ở thời kỳ tâm thu, đúng không? Trùng với giai đoạn thu nhĩ ở kỳ thì tâm thu, nhớ câu đó nha. Thời kỳ tim hút máu về chậm nó sẽ trùng với giai đoạn thu nhĩ ở thời kỳ tâm thu ha. Rồi, vậy nói tóm lại ở thời kỳ tâm trương thì lúc này bắt đầu thời kỳ tâm trương là cái gì? Là sau khi mà tim bơm máu ra ngoài, lượng máu trong tâm thất của mình nó sẽ giảm xuống, lượng máu trong tâm thất giảm xuống thì áp lực giảm xuống nhỏ hơn so với là ngoài động mạch chủ, thì lúc này van động mạch chủ nó sẽ đóng lại. Van động mạch chủ đóng lại thì nó sẽ khởi đầu thời kỳ tâm trương và nó sẽ bước vào thời kỳ đầu tiên là giãn đồng thể tích. Giãn đồng thể tích tức là cơ tim của mình nó sẽ thư giãn để giảm cái áp lực bên trong tâm thất xuống. Khi mà áp lực trong tâm thất giảm xuống nhỏ hơn so với là áp lực ở trên tâm nhĩ thì lúc này van hai lá nó sẽ mở ra và bước vào thời kỳ tim hút máu về, máu từ trên tâm nhĩ nó sẽ đi xuống tâm thất theo hai giai đoạn tim hút máu về nhanh và giai đoạn tim hút máu về chậm. Trong đó nhớ cái giai đoạn tim hút máu về chậm thì nó sẽ trùng với giai đoạn thu nhĩ, tức là cái giai đoạn mà cái tâm nhĩ của mình nó co bóp đó ha. Đó, thì đó là toàn bộ cái chu chuyển tim của mình. Đó là toàn bộ cái chu chuyển tim. Một chu chuyển tim thì nó sẽ bao gồm hai thời kỳ tâm thu và thời kỳ tâm trương. Thời kỳ tâm thu thì nó sẽ bao gồm thu nhĩ và thu thất. Thu nhĩ là tâm nhĩ mình sẽ co bóp để bóp cái lượng máu đi xuống tâm thất. Khi mà bóp máu xuống tâm thất thì áp lực trong tâm thất của mình nó sẽ tăng lên, áp lực trong tâm thất tăng lên lớn hơn trên tâm nhĩ thì van hai lá đóng lại, van động mạch chủ chưa mở ra, bước vào thời kỳ căng tâm thất. Căng tâm thất tức là cơ tim của mình nó sẽ gồng lên để tăng áp lực bên trong tâm thất hơn nữa, để mà lớn hơn so với là ngoài động mạch chủ. Thì lúc này van động mạch chủ mở ra và tim của mình nó sẽ bơm máu đi ra ngoài. Sau khi mà tim bơm máu ra ngoài thì lúc này áp lực bên
thể tích trong tâm thất sẽ giảm xuống, thể tích trong tâm thất giảm xuống thì áp lực giảm xuống, áp lực giảm xuống thì và nhỏ hơn so với lại ngoài động mạch chủ thì van động mạch chủ nó sẽ đóng lại, van động mạch chủ đóng lại thì bước vào thời kỳ giãn động thể tích, cơ ở tâm tâm thất của mình nó sẽ thư giãn để mà làm giảm cái áp lực bên trong tâm thất nhỏ hơn so với lại ở trên tâm nhĩ, thì lúc này van hai lá mở ra và nó bắt đầu giai đoạn tim hút máu về, bao gồm tim hút máu về nhanh và tim hút máu về chậm, trong đó tim hút máu về chậm nó sẽ trùng với giai đoạn nhĩ thu. Đó là toàn bộ cái chu chuyển tim của mình. Ok, thì toàn bộ cái chu chuyển tim của mình đó anh chị thì nó sẽ chiếm được là 0,8 giây, được chưa? Ha, 0,8 giây. Thì bây giờ mình quay ngược lại lên trên nha, mình quay ngược lại lên trên. À thôi, cái mấy cái thời gian. Mỗi quy trình nó chỉ có 8 giây hả thầy? 0,8 giây chứ không phải 8 giây, 0,8 giây. À. Chưa, chỉ là cái vài cái mặt thời gian này hồi nói sao? Cứ là mình tới 80 lần đập luôn. Đúng rồi. Tiên nhịp tim mình bữa hôm qua mới học nhiêu nhớ không? Theo cái nhịp son đó là nhiêu? 80 tới 100. 60 đến 100 lần. 60 đến 100. Đúng rồi. Nè. Rồi bây giờ tới cái sơ đồ này nè, bây giờ đọc được cái sơ đồ này thì mới là thành tài nè, tu hành chính quả nè. Ok. À, thì cái đây là một cái hình để mà nó mô tả cái thể tích và cái áp lực ở bên trong tâm thất, được chưa? Nè, cái trục tung là nó là áp suất, tức là áp lực ở bên trong tâm thất đó. Rồi trục hoành thì nó là thể tích, được chưa? Vì cái chu chuyển tim tức là nó hoạt động theo chính chu kỳ, cho nên mình giờ mình bắt đầu ở vị trí nào cũng được thôi à, được chưa? Thì bây giờ em bắt đầu ở giai đoạn tâm chương nha. Với nhớ cái giai đoạn là tim bơm máu ra ngoài không? Tim bơm máu ra ngoài tức là tim từ máu từ trong tâm thất nè, nó bơm ra ngoài động mạch chủ, được chưa? Thì bây giờ anh chị thấy nè, cái thể tích máu ở bên trong cái tâm thất của mình, anh chị thấy nó giảm xuống không? Đây nè, thấy cái hình không? Thể tích nó giảm xuống, thể tích nó giảm xuống thì áp lực nó cũng giảm xuống nè, thấy cái áp lực nó từ trên nó đi xuống không? Thấy không? Đó, thể tích giảm xuống thì áp lực giảm xuống. Giảm xuống đến cái mức nó nhỏ hơn so với là ở ngoài động mạch chủ, thì lúc này van động mạch chủ đóng lại. Van động mạch chủ đóng lại thì bước vào thời kỳ giãn đồng thể tích để làm giảm cái áp lực bên trong tâm thất hơn nữa, giảm nữa, giảm đến cái mức nó nhỏ hơn so với là trên tâm nhĩ, thì lúc này van hai lá mở ra thì tới giai đoạn là tim hút máu về, hay còn gọi là pha máu về tim, cái nào cũng được, gọi pha máu về tim. Thì bây giờ anh chị thấy cái thể tích bên trong tâm thất của mình nó tăng lên không? Thể tích tăng lên thì áp lực tăng lên, đúng chưa? Tăng lên rồi nó lớn hơn so với lại bây giờ cái áp lực của mình nó đã lớn hơn trên tâm nhĩ rồi, thì lúc này van hai lá đóng lại và bước vào thời kỳ pha co đồng thể tích, hay còn gọi là co cơ đặng trường. Lúc này cơ tim của mình nó sẽ gồng lên, cho nên áp lực của nó sẽ tăng lên đến cái mức nó lớn hơn ở ngoài động mạch chủ, thì lúc này van động mạch chủ sẽ mở ra, van động mạch chủ mở ra thì máu nó sẽ đi ra ngoài tim, được chưa? Máu nó sẽ từ trong tâm thất nó bóp ra ngoài động mạch chủ, được chưa? Máu bóp ra ngoài động mạch chủ thì thể tích giảm xuống thì áp lực giảm xuống nhỏ tới cái mức nó nhỏ hơn ngoài động mạch chủ, thì van động mạch chủ đóng lại và bước vào thời kỳ giãn đồng thể tích của thời kỳ tâm chương. Đó, chỉ có nhiêu thôi, cứ cày dòng như vậy thôi chứ có cái gì đâu ha. Nó có nhiêu rồi, nhưng mà để học cái này thì có thể là nghe lần đầu thì nó hơi lùng bùng lỗ tai, nhưng mà làm từ từ ha, coi từ từ em dạy cho chừng chục lần thì em mới nói được cái kiểu đó, còn mà ai mà nói được liền thì cũng rất là hay đó. À, nhưng mà nhìn chung thì em nói nãy giờ mình nói về cái mặt cơ chế thôi, thì anh chị thấy em nói nãy giờ anh chị thấy anh chị hiểu không, hay là có chỗ nào thắc mắc không? Không, thầy nói rất là hay nhưng mà bị lẹ. Thầy ơi, thầy máu chạy vòng vậy được, cái chỗ nào chạy ra ngoài mấy mặt ở ngoài thầy? Trời ơi, chị mấy cái van đó, đóng mở van đó. Cái van động mạch chủ đó, cái van động mạch chủ nè, khi mà nó mở cái van động mạch chủ, khi mà nó mở ra thì cái máu trong trái tim của mình nè, từ trong tâm thất nè, nó sẽ bóp ra ngoài động mạch chủ và nó sẽ đi ra từng hoàn khắp cơ thể. Hiểu không? Đó, từng hoàn khắp cơ thể, vậy là máu bơm ra ngoài động mạch chủ là máu bơm ra ngoài cơ thể rồi đó anh chị. Hiểu không? Đó. Cái động mạch chủ đâu là mình lớn rồi mình mới mau mạch, là mạch máu nhỏ ra chi ra tay rồi đó. Ừ, đúng rồi, mà chủ cái nó chia ra một chục nhánh, 1000 nhánh ở chỗ đó lần á, lên hồi đúng rồi, đưa máu đi còn tĩnh mạch rồi đưa máu về, đúng rồi, máu hết oxy, đúng rồi,
động mạch là như là, như là trong quá trình mà máu về là nó đi vòng 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 hết cơ thể mình rồi nó mới trở về đúng không thầy? Nó về nó nghèo oxy đó. À, nó nghèo oxy rồi nó về tim, đúng rồi, đi mà tất cả các mô của mình nó sử dụng cái máu đó thì máu của mình nó nghèo oxy thì chảy về tim theo con đường tĩnh mạch chu trên và tĩnh mạch chu dưới đó, được không? Nhưng mà mình cơ thể mình nó có mấy tĩnh mạch lớn là tĩnh mạch chủ bụng, tĩnh mạch đùi. Rồi tĩnh mạch nói mà tĩnh mạch lớn thì chục thì nói nhìn chung thì nó quy về hai cái tĩnh mạch đó. À, ở khúc trên của mình thì nó sẽ quy về cái tĩnh mạch chủ trên, ở khúc dưới của mình thì nó quy về cái tĩnh mạch chủ dưới, được chưa? Và rất là nhiều cái tĩnh mạch nó cắm 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 vô. Mấy chị kia chích hay không chích vô đâu thầy, tĩnh mạch thôi này. Hả? Mấy chị kia chích tĩnh mạch thôi này. Chích tĩnh mạch anh, chích tĩnh mạch thì chứ bây giờ chích vô động mạch nó xịt vô cái máu đó, cái áp lực ở trong cái máu động mạch á nó rất là lớn ha. Cho mình lấy cái kim á mà mình đâm vô cái động mạch á thì cái máu nó sẽ tự phụt ra luôn á, hiểu không? Áp lực nó lớn lắm thì làm sao mình bơm vô được, thì áp lực trong tĩnh mạch á nó nhỏ nên là mình mới dùng cái kim mình bơm vô được, anh chị hiểu không? Còn mà máu động mạch á thì sao, nó áp lực ở bên trong cái máu động mạch nó rất là lớn, thậm chí là anh chị ghim cái kim vô thôi, anh chị không cần thực hiện cái động tác bơm thì cái máu nó sẽ tự nó làm đầy cái bơm tim của mình luôn á, ha. Cho nên là không có Nó bơm nằm vô được. sâu, nó nằm sâu hơn tĩnh mạch, nó nằm sâu hơn cơ thể hơn tĩnh mạch đó này. Hình như là nó nằm bằng bằng nhau anh chị, nó chạy song 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 với nhau á, hàng đó thì tùy chỗ, nó có chỗ thì động mạch nó nằm nông hơn, có chỗ động mạch nó nằm sâu hơn vậy đó. À, khó nói cái đó thì mỗi mạch mỗi khác. Như khi chích thuốc làm sao mình biết phân biệt được chính mạch hay động mạch để chích thầy? Rồi hỏi Tôi con cái này là anh tôi có mấy cái mạch quen chích thôi à, có mấy dạ. cái mạch quen mình cứ lập ra cơ thể cái chỗ đó là đè chích thôi chứ biết cho tiệm nào hả? Ở trong cơ thể mình động mạch nào lớn nhất hả thầy? À, thì cái động mạch chủ là động mạch lớn nhất. Nó nằm vị trí nào thầy? Dưới đùi đó chị, Chị dưới ông đùi già, động mạch chủ là động mạch lớn nhất. nằm ở cổ hả thầy? Đây nè, từ trong tâm thất của mình đi ra nè, từ trong tâm thất của mình đi ra Thì là động mạch chủ nè. Hiểu không? Từ trong tâm thất đi ra là động mạch chủ đó, chứ động mạch gì? Đây nè, động mạch chủ nè, động mạch chủ lên cung động mạch chủ, động mạch chủ ngực, rồi động mạch chủ ngực khi mà nó đi qua cái hoành thì nó gọi là động mạch chủ bụng. Động mạch chủ bụng đi xuống tới cái bạn của mình thì nó chia ra làm hai cái động mạch chậu, động mạch chủ hai cái động mạch chủ chung thì nó chia ra là động mạch chủ ngoài, động mạch chủ trong. À. Rồi lên trên não thì nó sẽ chia ra làm các tĩnh mạch, các động mạch thăng cánh tay đầu, động mạch dưới đòn, động mạch cảnh chu, động mạch cảnh chung, à, quá trời nhiều luôn. À. Thì động mạch bự nhất theo trả lời chị hỏi nè, động mạch bự nhất là động mạch nào? Động mạch chủ. Được chưa? Đơn giản thôi. Tĩnh mạch bự nhất tĩnh mạch nào? Tĩnh mạch chủ trơn và tĩnh mạch chủ dưới. Đó. Ok rồi. Bây giờ nãy giờ là mình nói về cái mặt cơ chế rồi, nó vậy đó. Bây giờ mình sẽ học, cần phải học về cái mặt thời gian. Mỗi cái thằng này nó sẽ chiếm bao nhiêu thời gian? Về cái thằng thu nhĩ nó sẽ chiếm 0,1 giây. Về cái thằng thu thất thì nó sẽ chiếm 0,3 giây. Được chưa? Vậy nói tóm lại ở thời kỳ tâm thu nó chiếm bao nhiêu? 0,4 giây. 0,4 giây, 0,1 cộng 0,3 bằng 0,4, được chưa? Nói tóm lại giai đoạn tâm thu là nó chiếm 0,4 giây. Rồi, bây giờ tới thời kỳ tâm trương là nó sẽ chiếm 0,5 giây, được chưa? Thời kỳ tâm trương thì nó sẽ chiếm 0,5 giây. Ha, thời kỳ tâm trương nó sẽ chiếm 0,5 giây. Ủa thì kỳ ta, hồi nãy nói chu chuyển tim là 0,8 mà cái ông tâm thu là ổng 0,4 mà ông tâm trương là ổng 0,5, hai 0,4 cộng 0,5 là tới 0,9 luôn nè. Đúng không? Ủa sao kỳ vậy? Sao kỳ vậy? Nó có diễn ra đồng thời không thầy? Đúng rồi, hồi nãy là giai đoạn nào trùng với giai đoạn nào nhớ không? Đồng thời. Không hoài bằng nhau. Dạ, nhớ ở cái giai Trùng đoạn này vậy với giai đoạn thu nhĩ nhĩ lại máu về tim trùng nè, giai đoạn tim hút máu về nè, tim hút máu về chậm nó sẽ xảy ra trước và trùng với giai đoạn thu nhĩ, được chưa? Thu nhĩ là bao nhiêu? Thu nhĩ là 0,1, cho nên là nói tóm lại ở thời kỳ tâm trương nó trừ hao 0,1 giây của giai đoạn thu nhĩ rồi, cho nên tổng lộng cái chu chuyển tim của mình là nó chiếm 0,8 giây. 0,9 trừ 0,1 bằng 0,8. Được chưa? Hỏi tâm thu là bao nhiêu thì trả lời 0,4, hỏi tâm trương là bao nhiêu trả lời 0,5, hỏi toàn bộ cái chu chuyển tim của mình là bao nhiêu thì trả lời là 0,8. Được không?
rồi người ta hỏi tại sao là 0,4 cộng 0,5 mới ra 0,9 lần mi mà trả lời có 0,8 à, thì nhớ giải thích với người ta câu này ha, giải thích người ta câu này đó, vậy là xong rồi. Coi còn gì nữa không, khoan cho em xíu nha, em coi còn gì nữa. Rồi rồi tiếp theo nữa là về những cái tiếng tim, những cái tiếng tim tức là khi mà mai mốt mình học tới cái bệnh học á, thì mình sẽ học một cái thao tác, thao tác nghe tim. Nghe tim thì nó sẽ nghe có tiếng tim. Tiếng tim là cái sự đóng, nó ví dụ như là ở đây là mình có cái tiếng T1, tại người ta đặt vậy thôi chứ cũng không biết tại sao người ta đặt tên là T1 nữa ha. T1 thì là van nhĩ thắt đóng. Van nhĩ thắt là bao gồm van hai lá và van ba lá. Khi mà van hai lá và van ba lá đang mở nè, nó đóng lại một cái, được chưa, thì nó sẽ tạo nên một cái tiếng tim. Tiếng tim đó người ta đặt tên nó là tiếng T1. Khi mà van bán nguyệt đóng, tức là van động mạch chủ và van động mạch phổi đóng, khi mà nó đóng lại thì nó sẽ tạo nên tiếng T2. Ở thời tiếng T3 là gì, là máu dội vào thành tâm thất, trong thời kỳ là tim hút máu về nhanh, được chưa. Máu dội vào thành tâm thất sẽ tạo nên tiếng T3, và máu dội vào thành tâm thất trong giai đoạn nhĩ co, tức là trùng với cái giai đoạn tim hút máu về chậm đó, sẽ tạo nên tiếng T4. Thì những cái tiếng T3 và tiếng T4 này nè, thật sự là nó rất là nhỏ, được chưa, nó rất là nhỏ, cho nên nó ở trên lâm sàng của mình á, thường nếu một người bình thường mình chỉ nghe được cái tiếng T1 và cái tiếng T2 này thôi ha. Thì ở cái tiếng tim này anh chị sẽ học á, là tiếng T1 nó thể hiện cho cái điều gì và nó thực hiện, nó xảy ra ở cái giai đoạn nào, được chưa. Ví dụ đó, ví dụ như là cái van bán nguyệt nè, nó đóng, van bán nguyệt đóng tức là cái van động mạch chủ nó đóng đó, tức là sau khi mà cái máu của mình nó bơm ra ngoài rồi thì bây giờ cái van động mạch chủ của mình nó sẽ đóng lại, đúng không, thì nó là cuối giai đoạn tim bơm máu chậm và khởi đầu thời kỳ thâm chương đó, vậy đó ha. Thì sẽ học giúp gì giúp em nha. T1 lại về, T1 nó thể hiện cái gì, nó nằm ở giai đoạn nào, được chưa. Rồi thì đó là toàn bộ về cái chu chuyển tim. Thì những cái còn lại á, thì anh chị đọc thêm giúp em nha, anh chị đọc thêm giúp em. Thì những cái mà quan trọng nhất thì em đã hướng dẫn cho anh chị hết rồi. Cái đó là cái chu chuyển tim, là cái phần khó nhất của cái trái tim mình thôi. Rồi bây giờ á, là mình sẽ học vài cái định nghĩa, mấy cái định nghĩa này cũng dễ, không có gì phức tạp. Dạ. Á. Thầy có ý kiến chú, thầy cho cái cách mà đấu áp á, là mình tính như thế nào trong cái nhịp tim này. Đầu huyết áp đâu có liên quan đâu tới cái tâm thu nó thầy cái chỉ số thôi. Ở thời kỳ tâm thu phải không? Ở thời kỳ tâm thu, huyết áp tâm thu, huyết áp tâm trương đó hả? Dạ dạ. Ở huyết áp tâm thu tức là cái huyết, anh chị biết tại sao người ta đặt tên là huyết áp tâm thu, huyết áp tâm trương không? Thì là huyết áp tâm thu á, thì tức là cái giai đoạn mà tim bóp máu ra ngoài, đúng không? Tức là cái tim mình nó cung cấp thêm một cái lượng máu ra ngoài cái động mạch chủ. Anh hiểu không? Cho nên là lúc này khi mà thể tích ở ngoài, khi mà thể tích cái trong cái dòng máu của mình á, nó tăng lên thì áp lực nó sẽ tăng lên. Tức là người ta nói cái huyết áp tâm thu là cái huyết áp mà lúc đó cái áp lực bên trong cái mạch máu của mình là lớn nhất, được chưa? Ha, áp lực bên trong cái mạch máu của mình là lớn nhất thì người ta đặt tên nó là huyết áp tâm thu. Còn huyết áp tâm trương tức là lúc mà cái giai đoạn mạch máu từ tâm nhĩ đi xuống tâm thất á, tức là giai đoạn mà tim hút máu về á, cho nên là cái lượng lúc đó thì cái lượng máu của mình sao, nó không có đi ra ngoài động mạch chủ, cho nên là lúc đó cái thể tích máu ở bên trong cái cho nên cái thể tích máu không ở bên trong cái động mạch chủ đó, nó không được cung cấp thêm, cho nên là cái áp lực của cái động mạch chủ lúc đó là nó là thấp nhất, được chưa, thấp nhất để mà cái thấp nhất để mà chứ nó lớn hơn cái áp suất, gọi là áp suất đóng mạch ha, tức là áp lực nó đủ lớn để mà cái mạch của mình nó không bị tắc nghẽn lại, người kia. Dạ. Vậy là lúc đó là áp lực trong tâm trương, huyết áp tâm trương là huyết áp mà cái huyết áp đó nhỏ, tuy nhiên nó vẫn đủ lớn để mà nó không gây ra cái hiện tượng gọi là cái mạch máu của mình nó bị đóng lại hoàn toàn. Đó, nó là như vậy. Ha. Rồi khi mà mình đo huyết áp thì huyết áp tâm thu với huyết áp tâm trương. Ha. Huyết áp tâm thu thì khi mà mình bóp thực hiện cái máy mình sử dụng cái máy huyết áp thủy ngân, đúng không? Huyết áp cơ, máy thường đo bên trong bệnh viện á. Thì lúc đó khi mà mình bóp lên tối đa thì lúc này cái mạch máu của mình nó sẽ bị tắc nghẽn hoàn toàn bởi cái áp lực của cái máy huyết áp.
rồi mình sẽ xả ra từ 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 từ, từ. Đến khi, đến khi nào, đến khi nhịp tim đập lại, nhịp tim cái mạch của mình nó bắt đầu có một cái dòng máu nó giảm, khi mà giảm cái áp lực xuống thì đến một cái mức nào đó thì nó, cái máu của mình nó sẽ đi qua được, đúng không? Bây giờ cái mạch máu của mình ở cái động mạch cánh tay nó là cái gì? Khi mà mình sử dụng cái máy huyết áp, mình bóp lên cái, mình bóp lên cái áp lực, mình tạo một cái áp lực lên trên này, ok, mình tạo lên một cái áp lực tối đa lên trên này, thì lúc này cái mạch máu của mình nó sẽ bị đóng lại, đúng không? Đóng lại do cái áp lực, đóng lại do cái áp lực. Thì khi mà mình xả cái, mình xả cái áp lực của cái máy huyết áp ra đó, được không? Thì đến một mức nào đó thì cái áp lực ở bên trong cái máy huyết áp, ở bên trong cái mạch máu của mình nó sẽ lớn hơn so với là ở ngoài, so nó lớn hơn so với là cái áp lực được tạo từ cái máy huyết áp. Thì lúc này sẽ có một cái dòng máu đầu tiên nó chảy qua chỗ này và nó sẽ tạo nên một cái tiếng bịch đầu tiên ở trong cái máy huyết áp, ở cái tai nghe mà mình đặt vô cái động mạch của người ta mình nghe nó, thì nó là tiếng tâm thu, được không? Đó là cái áp lực lớn nhất của cái động mạch, được không? Áp lực lớn nhất của cái động mạch. Rồi và mình sẽ tiếp tục nghe, nó sẽ đập bịch nhiều tiếng nữa, đến khi mà nó không còn nghe nữa, thì cái tiếng cuối cùng trước khi mà mình không nghe nữa nó, thì nó là huyết áp tâm trương đó. Nhìn thấy ha, em nghĩ cái máy huyết áp này nó hay chứ, đo vậy là đánh giá người ta bệnh cao áp, về hẹp thành mạch, chỉ số rất là nhanh. Ừ, đúng rồi, thì cái chỉ số thì cái đó là dấu hiệu sinh tồn, là mà những cái dấu hiệu mà quan trọng nhất ha. Dạ, quan trọng nhất để đánh giá cái là mới không là chuẩn bị chết không, là đo dùng dấu hiệu sinh tồn thôi chứ có gì đâu. Với hai nữa, cái huyết áp, ví dụ như người ta huyết áp bình thường thì đo nó huyết áp yếu thì đo nó, và do đó đánh giá luôn cũng nhanh. Thầy cho em hỏi như vậy là huyết áp tâm thu là cái chỉ số huyết áp trên rồi, còn huyết áp tâm trương là chỉ số huyết áp dưới, không thầy? Đúng rồi, thì ví dụ một người bình thường mình huyết áp người ta ghi gì nè, 2/80 là ok. Người ta ghi gì nè, thì là cái số ở chơi, cái số bự hơn thì nó là huyết áp tâm thu, cái số nhỏ hơn thì nó là huyết áp tâm trương ha. Vâng, cho hỏi cái thầy, cái người mà phát minh cái máy huyết áp này là ở đâu và bao lâu rồi? Cái gì, ai phát minh cái máy huyết áp này nè? Trời, em đâu có quan tâm đâu anh ơi, kệ ổng ăn cơm sườn đâu, kệ ổng. ổng tạo ra mấy quá rồi xài được rồi, kệ ổng chứ em đâu có quan tâm ổng lại đâu. Thầy cho hỏi cái thầy. À. Khi mà cái quá trình tu chuyển mình là 0.8 giây đúng không thầy? À đúng. Mà ví dụ như cái người mà có nhịp tim nhanh á và cái người nhịp tim chậm á thì cái quá trình tu chuyển này nó có khác nhau không thầy? Có, nếu mà nhịp tim nhanh thì cái chu chuyển tim của mình nó sẽ diễn ra mới một cái thời gian ngắn hơn, ví dụ như là 0.6 hoặc 0.7 giây, được không? Nếu mà cái nhịp tim của mình mà nó nhanh, nhưng mà nó nhanh vừa thôi, thì lúc này cái hoạt động của cái tim của mình còn được nha. Nhưng mà nếu mà cái nhịp tim của mình, ví dụ bình thường của mình là từ 60 đến 100 phải không, ví dụ 120, 140 rồi đi thì còn xài được. Nhưng mà nhịp tim của mình nó không biết bị cái bệnh gì đó mà nhịp tim mình nó tăng quá trời nhanh luôn, gọi là 180 đi, anh hiểu không? Thì lúc này cái thời kỳ tâm trương của mình nó sẽ làm sao, nó diễn ra rất là nhanh. Mà thời kỳ tâm trương là thời kỳ mà tim hút máu về, anh hiểu không? Nó nếu mà tim của mình nó đập quá trời nhanh, thời kỳ tâm trương quá ngắn đi, thì tim hút máu về nó đâu có kịp đâu, tim hút máu về nó đâu có kịp, thì cái lượng máu mà bóp ra ngoài động mạch chủ nó không được nhiều chứ, đúng không? Nó vậy là cái tim người lớn tim nhỏ nó cũng khác nhau. Ví dụ như trẻ em thì tim mạnh mạch nó rất là nhanh, mình người lớn thì nó chậm, đúng không? Đúng rồi, giờ một ông tập thể dục, giờ một ông tập thể dục mà hàng ngày với con ông không tập thể dục, với ông không có làm gì, thì cái thể tích mà tim của mình, thể tích tim của mình thì nó cũng khác nhau ha. Tại vì khi mà cái ông tập thể dục nhiều thì bây giờ một lần bóp của ổng thì nó rất là hiệu quả. Tại vì là khi mà mình tập luyện thì cái nhu cầu oxy cơ thể của mình nó tăng lên, thì cái cơ tim của mình nó sẽ phải là nó phát triển để mà nó phù hợp với cái việc tập luyện của một cái vận động viên đó ha. Cho nên là khi mà người vận động viên này tới tập luyện xong rồi, bây giờ đi ăn cơm rồi nghỉ ngơi, thì bây giờ với cái sức co bóp cơ tim của người tập luyện đó thì nó bóp máu rất là hiệu quả, cho nên thì nó cái tim của người ta không có cần đập nhiều, được không? Cho nên thì cái nhịp tim của cái người vận động viên á thì nó sẽ giảm xuống so với người bình thường. Ví dụ người bình thường của mình từ 60 tới 100 thì người vận động viên nhiều khi người ta đo nhịp tim của người ta có thể 50 mấy nữa, 5 mấy
Thử tưởng bị bệnh không nhưng mà không phải, người ta tập thể dục nhiều ha. Rồi còn gì nữa ta? Rồi thôi tiếp tục nè. Loạn nhịp tim là gì hả? Loạn nhịp tim hả? Bây giờ cái nhịp bình thường của mình từ 60 đến 100 lần trên phút, và 60 đến 100 lần trên phút thì cái tim cái đó, cái nhịp tim của mình là cái nhịp bình thường, được chưa? Và những cái trường hợp khác cái nhịp bình thường thì nó là bất thường, bất thường thì mình gọi nó là loạn nhịp tim. Ví dụ tim mình đập nhanh quá thì cũng là một cái kiểu loạn nhịp tim, tim mình đập chậm quá thì cũng là một kiểu loạn nhịp tim, hoặc là tim mình nó đập mà bây giờ nó đập, tim mình nó đập thì nhịp son của mình từ 60 đến 100 lần trên phút thì nó đập đều, bật 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 đều 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 như vậy thôi, được chưa? Khi mà tim mình đập bật nửa tiếng sau không phải là cả 3 4 giây sau mới đập cái bật nữa đó, ý là nó đập không theo thứ tự gì, nó là loạn nhịp tim luôn thì cũng là một cái gói loạn nhịp ha. Và cái gói loạn nhịp này thực ra thì nó có rất là nhiều cơ chế, mà nhất thiết thì ở đây là mình học sinh lý, mình học bình thường ha, còn mấy cái kia thì chắc để tới khi nào mình học bệnh học thì có gì em nói thêm, mà thậm chí khi mà học bệnh học thì cũng cái chương trình mình cũng không thể nào mà nói sâu tới mức gì được ha. Thì cho em hỏi Ừ, dạ. đó, như vậy động mạch để nuôi tim á, gọi là động mạch chủ luôn không thầy? Động mạch nếu nuôi tim là động mạch vành mà, bữa hỏi mới học hôm qua mới học mà, động mạch vành là chia, động mạch vành nó xuất phát từ động mạch chủ, được chưa? Động mạch vành nó xuất phát từ động mạch chủ, động mạch vành nó sẽ có 2 nhánh, động mạch vành trái, động mạch vành phải, động mạch vành trái chia ra làm 3 nhánh, động mạch vành phải chia ra làm 2 nhánh, nhớ không? Ok không? Nhớ lại rồi thầy, cảm ơn thầy. Ok. Thầy xin một câu nữa thầy. Rồi, ok. Có hồi nãy có thấy có một cái chỉ số mà nó tính nó đo được cái lượng máu đập vào thành động mạch hả thầy, chỉ số bi phải không thầy, và nó có tác dụng gì ạ? Cái gì chỉ số gì, ở Hồi nãy đâu em thấy cái bài nó có một cái mà máu đập vào thành, máu đập vào thành tâm thất, cái tiếng tim á hả, cái tiếng tim á hả, T1 T2 T3 T4 á hả, cái chỉ số trong máy đo cái áp lực số bi á thầy. gì ta, máy Bi đo huyết áp hả? nó sẽ có một cái chỉ số đo bi á, bi đó hình như là dưới 10 thôi, nó đo tính vào cái lượng máu đập vào thành. Gì ba đâu nè, giờ cái máy đo huyết áp nè Có tâm đâu tu tâm chuông và mặt em chứ đâu có gì đâu anh, nó bao bằng rồi. nè, B là bun nè, phải không? Bun là mạch á, mạch thì từ 60 đến 100 lần trên phút đúng không? Nói về thì Máy với máy máy đo oxy với thầy. máy đo oxy hả, là Oxy. máy đo oxy hả, oxy hay gì, máy đo oxy hay gì, Dạ. oxy Oxy máu á, nó có một oxy cái chỉ số bi. à, nó động tay phải không À. mẹ, không đó là Có một oxy, cái chỉ oxy số máu mạnh. bi là đo về cái lượng máu đập thành động mạch vành hả? Cái gì không vậy? Không biết nè, bây giờ Đó. muốn nói cái máy nào, bây giờ nói cái Đúng máy đâu rồi, thì máy đó nó, nhưng mà nó có một cái chỉ số đo máu, ngoài oxy ra thì nó có thêm chỉ số đo máu ok bi, bi giống bi 0.4 á. này phải không nè, thì máy này thì nó máy này thì nó chỉ có 2 chỉ số thôi. Thứ nhất là nó đo cái lượng nhịp, cái mạch đập của mình là bao nhiêu, tức là nhịp tim của mình đó. Thứ hai là nó đo cái lượng oxy nha, ở bên trong máu động mạch, thông qua nó dùng cái tia những cái quang học á, nó chiếu vô cái mà mao mạch của mình thì nó đo được lượng, cái lượng oxy ở bên trong máu của mình, phần trăm oxy trong máu của mình, độ bão hòa oxy trong máu của mình, nó chỉ đo được 2 chỉ số rồi thôi. Cái máy này lúc bị Covid thì sử dụng nhiều. Dạ, nó có một cái chỉ số bi rất là nhỏ ở bên góc. Rồi có cái hình thì anh gửi lên nhóm ha, anh kiếm cái hình giúp em đi, rồi anh gửi lên nhóm, rồi có gì nếu mà em biết thì em giải thích cho. Thầy giải thích cái máy hồi nãy đi thầy. Máy nào? Máy này Máy hả? thầy mở đầu tiên á, dạ. Máy thầy mở đầu tiên á. Máy mã đầu tiên hả? Dạ. Có hả? Cái máy đầu tiên. Cái máy này hả? Dạ. Mà cái này là mấy cái máy đo huyết áp tự động, mà mình bác sĩ mình học bác sĩ đừng đo máy này, đo cái máy cơ mình bóp á, là đo lấy cái máy này là đo nào nó chính xác hơn ha. Rồi còn máy này á, thì nhìn là thôi làm biến qua thì đo, còn mà nếu mà muốn chính xác hơn thì đo lấy cái mua cái máy cơ là mình đo ha. Nhưng Rồi mà lớn nó to điện tử không có thầy ơi. bây giờ thì chắc cái máy đo điện tử nhiều. Được không? Thì đây nè, thì
systolic là cái huyết áp tâm thu ha, diastolic thì là cái huyết áp tâm trương, được chưa? Huyết áp tâm thu ở trên nè, huyết áp tâm trương ở dưới, bull này là mạch đập là 70, được chưa? Mạch mình cái tần số tim mạch đập thì nó trùng với cái tần số tim, nếu mà không có chuyện gì xảy ra thì cái mạch đập của mình nó trùng số tim, trùng với cái tần số tim, cho nên á là bull này nè là cái tần số tim nè, được chưa? Rồi huyết áp tâm thu ở trên, huyết áp tâm trương ở dưới, rồi vậy thôi đó. Trời, huyết áp dễ lắm mà không gặp cái chỉ đo cái mộng gì cứ luôn. Vậy còn cái mấy cơ thì sao thầy? Hồi nãy thầy nói đó, nghe mạch đó chị mới nghe được, học mấy năm mới nghe được máy này chị ơi. Vậy ông già, cái máy này tôi học nửa buổi, tôi học không có đó. Mình đi chuyên môn khác, hồi đó em học tới năm thứ hai em mới học đo được cái máy cơ này đấy thầy. À, biết là gì rồi, nhưng mà học năm thứ hai mới cho đo máy cơ này. Là tới năm thứ hai là mới học đó, cái này đúng rồi. Còn mà học cái này kêu vô, nếu mà kêu em nghỉ anh biết đo đó, nhưng mà nó chuyện thôi, để cho thầy chỉ đi, chắc cũng còn nhiều người chưa biết, còn anh biết rồi. Nếu mà kêu em chỉ cả cái máy này cả 10 phút là em chỉ người ta đo được rồi nha, dễ rồi. Ngồi nói chút xíu à nè, thì bây giờ cái máy này á thì là cái này, anh chị thấy cái bông cái này không, nó sẽ bóp lên, nó tạo một cái, mình lấy cái băng này nè, mình quấn quanh cái tay người ta, nói nôm na thôi nghe, chứ không có nói chính xác 100% được nha, tại vì mình chưa học tới cái bài đó thì em không có cái tài liệu để mà em nói cho anh chị là tới là chính xác 100%, nhưng bây giờ mình nói nôm na đó mà mình hiểu nha ha. Rồi bây giờ nè, lấy cái băng này nè, mình quấn quanh cái cánh tay của mình được không? Rồi thì mình sẽ dùng cái này nè, mình sẽ bóp thì lúc này cái hơi nó sẽ đi vào cái băng này, cái hơi nó sẽ đi vào cái băng này, khi mà cái băng này nó căng lên, nó sẽ tạo một cái áp lực lên trên cái cánh tay, được chưa? Và khi mà mình bóp nè, anh chị thấy nè, từ số 0 nè, nó sẽ nhảy lên, mình bóp lên, nó nhảy lên, được chưa? Bóp tới một mức nào đó thì là rồi, khi mà mình bắn quắn xong rồi thì bây giờ mình lấy một cái gọi là cái ống nghe, cái ống nghe tim rồi nè, cái này nè, được chưa? Rồi cái này thì đeo vô lỗ tai, còn cái này á thì để lên trên cái mạch máu, được chưa? Đó rồi, rồi thì khi mà mình bóp lên như vậy, bình thường mình bóp đến cỡ 80-100% á thì nó bắt đầu sẽ nghe được cái tiếng tim nó đập bịch ở trong cái ống nghe mình rồi, được chưa? Rồi cái mình bóp hoài đến cái mức mà mình hết nghe. Rồi lúc này mình sẽ thấy cái dòng này không, mình vặn cái là mình sẽ xả cái khí bên trong cái băng quấn này ra, xả khí nó ra, được chưa? Xả đến mức nào đó nó nghe một cái bịch đầu tiên thì nó là huyết áp tâm thu rồi, và chị tiếp tục xả nữa thì chị vẫn nghe bật hết nghe, thì cái tiếng nghe cuối cùng trước khi chị hết nghe thì nó là huyết áp tâm trương, được chưa? Vậy thôi, và làm cái này cũng rất là dễ, được chưa? Làm cái lần hai lần là quen hơn. Cái dụng cụ này thì có thể đếm được nhịp tim như thế nào thầy à? Cái này đếm thôi làm khó nhau quá, thôi là biến lấy cái máy oximeter nãy đo. À, vậy cái này là đo nhịp tim khó hơn hả thầy? Ừ đúng rồi. Dạ, rồi. Bây giờ muốn đo nhịp tim thì bây giờ nếu mà không có cái máy thì mình đo chai thì mình đo, mà mình đếm cái nhịp tim trong vòng 15 giây rồi cái mình nhân 4 lên là ra được nhịp tim trong vòng 1 phút đó. Thì bây giờ là làm sao cái máy này mình đo cái chừng 5 giây là xong rồi, làm sao mà mình đo được 15 giây được giờ, hiểu không? Cho nên là kêu mà lấy cái máy này mà đo nhịp tim á, thì bây giờ như là mình đo nhiều cái mình cảm nhận giống như là quen tai cái mình nghe cái nhịp tim này mình xả á, mà nhịp tim nó đập bịch á là mình cảm nhận được ha. Ví dụ như em đo nhiều á thì em cảm nhận được cái nhịp tim của người ta, tôi biết ông này nhanh hay chậm, chứ mà kêu chính xác nhiều á thì không biết, hiểu không? Hiểu ý em nói không? Dạ đúng rồi. Mình vô bệnh viện nó hay mà kêu mình đo điện tâm đồ là nó đo như cái gì thầy? Chết rồi. Hỏi ngồi hết biết đang học là gì. Máy đo điện tim. Nè thì lên Google bấm đi. Điện tim, máy đo điện. Đây, đó là cái máy đo điện tim nè. Thì cái máy này nó sẽ gắn cái điện cực lên trên cái khung ngực của mình và bốn cái điện cực ở trên cái cánh tay của mình và hai cái chân của mình ha. Đó thì khi mà mình nó bấm cái nút đo thì nó sẽ ra được cái gọi là một cái tờ giấy đó gọi là cái điện tâm đồ của cái người đó, rồi cái mình sẽ nhìn, rồi mình học sẽ học một cái khóa đó là hướng dẫn đặt điện tâm đồ ha. Thì là khi mà hướng dẫn, khi mà mình học cái khóa đó xong thì mình sẽ
Nếu mà mình học tốt thì mình có khả năng mình đọc được, mình diễn giải được cái bệnh này, và cái điện tâm đồ này á, thì nó rất là hiệu quả để mà chẩn đoán những cái bệnh tim. Ví dụ như là cái bệnh hở nhờ máu cơ tim mình nói đó, thì cũng dựa vào cái điện tâm đồ này là cái quan trọng ha, để mà mình chẩn đoán ha. Khi mà nó là gì đó, thì nói nôm na thì để biết thì nó là gì thôi. Còn mà kiểu nói sâu vô thì cái này là em học cái này cái nó cỡ khoảng 3 tháng thì là mới xong ha, mới xong được cái điện tâm đồ này. Mà đợi học 3 tháng xong cũng chưa chắc là đọc được đâu. Rồi. Rồi hết biết gì luôn rồi, tới đâu rồi. Rồi. Bây giờ mình học tiếp được không? Giờ học tiếp nha. Mấy cái đó là sau này á, mình sẽ học, mình sẽ có những cái môn học sau này ha, là học về bệnh học thì là mình sẽ học hết mấy cái đó. Còn mà bây giờ á, là quan trọng nhất á, là bây giờ anh chị cần học cái bình thường trước ha, học cái bình thường trước cho nó tốt thì sau này học mấy cái đó thì nó sẽ dễ tiếp thu hơn ha. Rồi thì tiếp tục thế nãy giờ cái chu chuyển tim là cái quan trọng nhất mà mình cần phải học thôi. Rồi bây giờ á, là mấy cái này á, là mấy cái khái niệm mà anh chị cần phải học thêm nè. Đầu tiên là thể tích nhắc bóp. À, thể tích nhắc bóp tức là cái lượng máu mà tim bóp ra ngoài động mạch trong một lần co bóp. À, là tâm thất của mình nó bóp vô một cái là máu đi ra ngoài động mạch chủ, đúng không? Thì trong một lần co bóp đó thì máu bơm ra được bao nhiêu? Được chưa? Thì người ta gọi nó là thể tích nhắc bóp. Thể tích nhắc bóp thì sẽ bằng thể tích cuối tâm trương trừ cho thể tích cuối tâm thu. Thể tích cuối tâm trương là cái gì? Thể tích cuối tâm thu là cái gì? Bây giờ quay lại. Thể tích cuối thời kỳ tâm trương, đúng không? Ở đây, slide này. Giai đoạn tim hút máu về, khi mà tim hút máu về, à vậy là cuối thời kỳ tâm trương, tức là cuối thời kỳ mà tim hút máu về, thì có phải là cái lượng máu ở bên trong tâm thất của mình nó là nhiều nhất không? Vậy nói tóm lại, thể tích cuối tâm trương là thể tích máu lúc đó mà cái lượng máu bên trong tâm thất của mình là nhiều nhất. Được chưa? Nhiều nhất. Rồi, tiếp theo nữa, thể tích cuối tâm thu là cái gì? Thể tích cuối tâm thu, kiếm thể tích cuối tâm thu ở đâu? Đâu rồi, đâu rồi? Đây, thể tích cuối tâm thu nó ghi thiếu nha, thể tích cuối thời kỳ tâm thu á. Rồi, là bây giờ thời kỳ tâm thu là thời kỳ là nó có thời kỳ tim bơm máu ra ngoài. Bây giờ thể tích cuối thời kỳ tâm thu tức là cuối thời kỳ tim bơm máu ra ngoài á, hiểu không? Thì bây giờ sau khi mà tim bơm máu ra ngoài gần hết rồi thì có phải là cái lượng máu còn lại bên trong tâm thất của mình nó sẽ là ít nhất có thể không? Ít nhất luôn á. Anh chị hiểu không? Tức là sao? Là anh chị cần phải hiểu như thế này nè. Tim, máu nó về tim. À, máu nó về tim một cái máu nó về tim và cái lượng máu đó nó sẽ được tâm thất bóp ra ngoài động mạch chủ. Tuy nhiên nó không phải là bóp 100%. À, ví dụ một nó về tim 120 lít đi, 120 ml đi. Là cái máu ở trong tâm thất của mình là 120 ml. À, nó bóp ra ngoài là cỡ chừng là 70-80 ml thôi. Cái lượng máu còn lại ở trong là 50 ml. Kiểu như vậy ha. Đó, thì là có phải là ở cuối thời kỳ tâm thu, tức là thời kỳ tim bơm máu cuối thời kỳ tim bơm máu ra ngoài á, thì cái lượng máu còn lại bên trong tâm thất của mình nó là ít nhất. Hiểu không? Thời kỳ cuối thể tích máu cuối thời kỳ tâm trương là lúc đó thể tích máu của mình là nhiều nhất, cái lượng máu bên trong tâm thất của mình là nhiều nhất. Thể tích máu cuối thời kỳ tâm thu tức là lượng máu bên trong tâm thất của mình đã bóp đi và nó còn lại ít nhất. Được chưa? Rồi, thể tích nhắc bóp là mình lấy thể tích máu lúc mà còn nhiều nhất nè, mình trừ cho thể tích máu lúc còn ít nhất nè, thì nó sẽ ra được thể tích nhắc bóp là tức là một lần co bóp mình bóp ra được bao nhiêu lượng máu đó. Hả? À, thì bình thường tâm trương cuối thời kỳ tâm trương là 120, cuối thời kỳ tâm thu 50, trừ đi là còn 70, thì là mỗi lần một người bình thường mỗi lần co bóp ra thì là nó khoảng 70 ml bơm máu ra ngoài động mạch chủ. Được chưa? Rồi, lưu lượng tim thì cứ lấy thể tích nhắc bóp trong vòng 1 phút, à là lượng máu mà tim bóp ra ngoài động mạch chủ trong vòng 1 phút, thì mình lấy thể tích nhắc bóp mình nhân cho cái tần số tim. Tần số tim là khoảng 75 lần, được chưa? Thì lấy 70 nhân cho 75 là ra được cái lưu lượng tim thôi. Được chưa? Đơn giản. Phân tích thông máu này thì mai mốt mình học cái siêu âm tim nè. Ha, thì cái thể phân tích thông máu này nó tự tính như thế nào thì nó lấy thể tích nhắc bóp chia cho thể tích cuối thời kỳ tâm trương. Thể tích máu nhắc bóp, thể tích máu bơm ra trong một lần co bóp thì mình biết rồi. Thể tích máu cuối thời kỳ tâm trương tức là lượng máu trong tâm thất của mình lúc nhiều nhất
được chưa? Thì mình cũng biết rồi luôn, thì là cái thể thì cái phân sức cấm máu bình thường của mình là từ 50 đến 70 nè, a à, là người bình thường, hiểu không? Là tức là trong một lần co bóp thì nó bóp ra ngoài động mạch chủ khoảng là 50 đến 70% cái lượng máu đó, chứ không phải là bóp ra ngoài cái 100% luôn, anh chị hiểu không? Đó thì cái phân sức cấm máu này nó có thể sử dụng cái kỹ thuật cái xét nghiệm là siêu âm tim để mà mình đo. Thì mình đo nếu mà cái phân sức cấm máu của mình nó giảm xuống ha, phân sức cấm máu của mình nó giảm xuống thì bệnh nhân này là cái tim của người ta, ủa bình thường nó bơm nó bóp ra ngoài cái là từ 50 đến 70% lận, bây giờ tự nhiên nó bóp giờ còn 30-40%, ô tim này nó yếu rồi, nó yếu rồi, à suy tim đó, ok không? Rồi chỉ số tim thì bây giờ mọi trên thế giới này thì có thằng lùn thằng nhỏ, ủa cái thằng cao to mập lùn gì hết khác nhau, tức là mỗi thằng nó sẽ có cơ địa khác nhau. Bây giờ mình lấy cái cơ địa của thằng bự chả ba lửa mình so sánh với đứa con nít, làm sao mà so sánh được, đúng không? Tại vì thằng bự thì trái tim nó bự hơn, thằng nhỏ thì trái tim nó nhỏ hơn. À, bây giờ lấy kêu mà so sánh thể tích nhất vớt của thằng bự với thằng nhỏ sao công bằng được, đúng không? Cho nên người ta phải tạo ra một cái chỉ số gọi là chỉ số tim. Chỉ số tim đó thì ta sẽ lấy lưu lượng tim, người ta chia cho cái diện tích da của cơ thể, được chưa? Cho nên thì nó khi mà nó chia ra như vậy thì nó sẽ ra được cái chỉ số tim. Chỉ số tim này khi mà mình so sánh hai người có các tạng khác nhau thì là nó sẽ là công bằng, ok không? Rồi tiền tải và hậu tải. Tiền tải, tải là áp lực, tiền là phía trước, hậu là phía sau. Tiền tải là áp lực từ phía trước trái tim, hậu tải là áp lực từ phía sau trái tim. Ồ vậy tiền tải là cái gì, áp hậu tải là cái gì, được chưa? Tiền tải thì tức là cái lượng máu nó đi về tim nhiều hay ít. Nếu mà cái lượng máu về tim nhiều thì tiền tải nó cao, được chưa? Thì nó sẽ, thì người ta tính rằng cái lượng máu cuối thời kỳ tâm trương là nhiều nhất, cho nên thể tích cuối thời kỳ tâm trương là tiền tải, được chưa? Còn hậu tải là phía sau trái tim, áp lực ở phía sau trái tim. Thì phía sau trái tim mình là mình có cái động mạch chủ, thì cái áp lực ở cái động mạch chủ trong thời kỳ mở ra thì nó chính là cái hậu tải của trái tim của mình. Thì tim của mình nó phải chịu những cái áp lực này nha. Thì cái tim của mình, cái máu của mình nó muốn bơm ra ngoài được thì nó phải thắng được cái tiền tải và cái hậu tải này ha. Điều hòa hoạt động hạ đăng kinh thực vật, được chưa? Tim của mình thì bình thường cái cung lượng tim hồi nãy đó là 70 nhân cho 75, thì cái cung lượng tim ra khoảng là từ 4 đến 6 lít trên phút. Thì khi mà mình làm nặng, khi mà mình gắng sức thì cái tim của mình nó có thể đập nhanh lên, nó có thể bóp mạnh lên để mà tăng cái cung lượng tim, nó tăng lên có thể lên đến 4 đến 7 lần. Thì tim của mình đó anh chị, thì đầu tiên nó được phụ thuộc vào cái hệ thần kinh thực vật, thì nó có giao cảm và phó giao cảm. Giao cảm và phó giao cảm bữa hôm mình nói rồi, giao cảm đại diện cho sự chiến đấu, được chưa? Cho nên là khi nó thì giao cảm hoạt động mạnh thì nhịp tim tăng lên, sức co bóp cái tim mạnh lên, hệ thống dẫn truyền nhanh lên, tốc độ giãn của cái tim nhanh lên. Phó giao cảm thì nhịp tim giảm xuống, sức co bóp cái tim giảm xuống, tốc độ dẫn truyền giảm xuống, giảm tốc độ giãn của tim, được chưa? Rồi một số hormone thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái nhịp tim của mình, thì mai mốt mình học đến cái bài nội tiết thì em sẽ nói những cái vấn đề này ha. Rồi định lực phân Starlin, định lực phân Starlin là nó phát biểu là khi lượng máu về tim nhiều thì sức co bóp cơ tim của mình nó sẽ tăng lên, được nha. Thì định lực này nó như thế nào, thì khi mà máu về tim nhiều thì có phải là cái cơ tim của mình nó sẽ giãn ra nhiều hơn? Thì cơ tim của mình anh chị tưởng tượng như cái lò xo đó, khi mà anh chị kéo cái giãn ra thật càng giãn ra thì khi mà nó co lại thì cái sức co bóp cơ tim thì nó sẽ tạo một cái lực lớn hơn. Thì giống như cơ tim, cái sợi cơ tim khi mà nó giãn ra khi càng nhiều thì nó co lại thì nó co càng mạnh, thì máu về tim càng nhiều cơ tim càng giãn thì nó co lại càng mạnh, tức là sức co bóp cơ tim của mình nó càng mạnh, được chưa? Thì đó là phát biểu của định lực phân Starlin ha. Thì tại vì ông đó ông phát hiện ra cái điều này, ông phát biểu lên cho nên là lấy tên của ông đặt tên cho cái định lực này ha, chứ đừng hỏi em tại sao lại tên là phân Starlin. Rồi thì đó là về cái bài tim mạch ha. Rồi anh chị sẽ bữa hạ hôm qua mình làm 1, 2, 3, 4 câu 9, rồi bây giờ trong vòng 10 câu của tim mạch á, anh chị làm những cái câu còn lại, được chưa? Rồi làm xong đi rồi tới và nghỉ ngơi nửa tiếng hồ, tới 8 giờ anh chị nào làm xong gửi đáp án lên cho em, tới 8 giờ mình sẽ bắt đầu tiếp tục cái bài thứ hai là cái bài hài nội tiết nha. Ha, anh chị làm giúp em từ câu 1 tới từ câu 1 tới câu 10 đó, rồi anh chị câu nào mà hôm qua chưa làm đó thì làm đi ha. Rồi sau đó em sẽ giải cho anh chị nha. Dạ vâng.
Rồi chào chị ha, nửa tiếng nữa gặp lại. Rồi mình tiếp tục nha anh chị ơi. À, không biết anh chị có nghe em nói rõ với thấy được slide không ạ? Dạ thầy ạ. Dạ nghe thầy ạ. Rồi ok. Thì mình tiếp tục ha. Thì bây giờ mình sẽ học phần nửa bài của sinh lý hệ nội tiết nha. Giải phẫu và sinh lý hệ nội tiết. Thì cái cơ thể của mình đó anh chị, nó có một cái cơ chế thăng bằng nội môi, tức là nó sẽ duy trì những cái chất nó sẽ duy trì những cái chất cũng như là cái chỉ số ở bên trong cơ thể của mình ở một cái mức hạn định. Thì nó muốn duy trì được như vậy thì dựa vào cái hệ thần kinh và cái hệ nội tiết. Thì hôm nay chúng ta sẽ học một trong những cái cơ chế đó, thì đó chính là cái hệ nội tiết. Thì cái hệ nội tiết là cái gì? Thì nó nôm nói nôm na thì nó là những cái tuyến mà nó sẽ bài tiết ra những cái hormone, được chưa? Thì cái hệ nội tiết của mình á, thì nó bao gồm nhiều cơ quan khác nhau, và về cái mặt giải phẫu những cơ quan này nó không có liên quan gì với nhau hết trơn á ha, nó không có liên quan gì với nhau hết trơn á. Mỗi thằng nó nằm chỗ, ví dụ thì mình có cái vùng hạ đồi tuyến yên nè, thì nó nằm ở trên não nè ha. Mình có những cái tuyến nội tiết ví dụ tuyến giáp nè, tuyến cặn giáp nè, thì nó nằm ở vùng cổ nè. Tuyến thượng thận thì nó nằm tuyến thượng thận nè, tuyến tỵ nè ha, thì nó nằm ở chỗ bụng của mình. Còn những cái tiếng khác cũng được tính là cái tiếng nội tiết, ví dụ như cái buồng trứng nè ha, tinh hoàn của người nam nè, buồng trứng của người nữ nè, thì cũng được tính là một phần của tiếng nội tiết. Thì anh chị thấy nè, về cái mặt giải phẫu á, mỗi thằng nó sẽ nằm một nơi khác nhau, giống như là cái hệ thống của mình á, thì nó liên quan nhau. Hệ tim mạch thì tim nó nói với mạch, hệ tiêu hóa thì nguyên một cái đường ống thực quản dạ dày ruột non ruột dạ nói với nhau. Còn cái này á, cái hệ cái hệ nội tiết á, thì mỗi thằng nó nằm ở một chỗ khác nhau, nó không có liên quan với nhau chứ, được chưa? Là mình nói về cái mặt giải phẫu thì những cái hệ nội tiết nhiều tuyến khác nhau này nó không có liên quan với nhau. Tuy nhiên về mặt chức năng thì những cái tuyến nội tiết cái này của mình á, nó sẽ ảnh hưởng rất là sâu sắc với nhau ha. Thì đầu tiên thì chúng ta học về cái đại cương của nó. Hệ nội tiết nó là cái gì? Thì hệ nội tiết nó là cái gì? Thì cái hệ nội tiết của mình thì mình học được cái định nghĩa tuyến nội tiết và cái tuyến ngoại tiết. Thì bây giờ em sẽ đưa cái ví dụ trước. Thì mình có một cái tuyến, bây giờ mình ví dụ về cái tuyến ngoại tiết trước nha. Cái tuyến ngoại tiết á anh chị, thì ở đây em có một cái tuyến, nó như là cái lá mía, nó nằm ở chỗ bụng của mình. Thì cái tuyến này á, người ta gọi nó là tuyến tụy, được chưa? Thì cái tuyến tụy của mình thì nó sẽ bài tiết các enzyme tiêu hóa để mà đưa vào cái ruột non để mà nó tiêu hóa thức ăn. Thì nó bài tiết enzyme tiêu hóa như thế nào? Thì khi mà nó bài tiết enzyme tiêu hóa thì nó sẽ đổ vào một cái đường ống này, và cái đường ống này nó sẽ dẫn các enzyme tiêu hóa đó vào bên trong ruột non. Thì cái thức ăn của mình khi mà nó đi xuống nó sẽ gặp các enzyme tiêu hóa này, và enzyme tiêu hóa này nó sẽ tiêu hóa cái thức ăn đó để mà nó dễ dàng hấp thu hơn, được chưa? Thì bây giờ định nghĩa của tuyến ngoại tiết thì là những cái tuyến mà nó sẽ có cái ống dẫn chất tiết được đổ vào một cái cơ quan nhất định. Thì anh chị thấy nè, cái tuyến tụy của mình bài tiết ra các enzyme, enzyme đó đổ vào một cái đường ống, và đường ống đó đổ vào một cái cơ quan nhất định, đó chính là cái ruột non, được chưa? Thì đó là tuyến ngoại tiết. Còn tuyến nội tiết á, thì nó ngược lại. Thì cái tuyến tụy của mình thì vừa là tuyến ngoại tiết như là bài tiết enzyme hồi nãy em nói, nó cũng là tuyến nội tiết luôn. Tuyến nội tiết của tuyến tụy là gì? Tuyến nội tiết của tuyến tụy, chức năng nội tiết của tuyến tụy là gì? Thì nó sẽ bài tiết các hormone insulin và glucagon, được chưa? Mỗi cái tuyến nội tiết nó sẽ bài tiết một cái loại hormone khác nhau ha. Thì mỗi cái tuyến nội tiết nó sẽ bài tiết ra một cái chất tiết, và những cái chất tiết của những cái tuyến nội tiết á, thì người ta thường dùng cái tên mình thường gọi hơn, thì mình gọi nó là cái hormone, được chưa? Mỗi cái tuyến nó sẽ bài tiết một cái loại hormone khác nhau, và đặc điểm của tuyến nội tiết là gì? Nó không có ống dẫn chất tiết được tiết ra thì nó được gọi là hormone, và nó thấm trực tiếp vào máu anh chị. Nó không có ống dẫn cho nên nó thấm trực tiếp vào máu. Khi mà nó được bài tiết ra bởi một cái cơ quan nội tiết rồi, cái chất cái hormone đó nó sẽ đi theo cái đường máu, nó đi tuần hoàn khắp nơi trên cơ thể của mình, được chưa? Cho nên cái tuyến nội tiết của mình bài tiết ở một chỗ, nhưng mà nó tác động thường là nó sẽ tác động toàn bộ cơ thể của mình, hoặc là tác động đến cái tuyến nội tiết ở phía xa của nó luôn, hiểu chưa? Còn cái tuyến ngoại tiết á, thì nó có ống dẫn và nó bài tiết vào một cái cơ quan, thường là nó bài tiết vào một cái cơ quan ở gần nó thôi ha. Thì đây là ví dụ của tuyến nội tiết và cái tuyến ngoại tiết, được chưa? Thì cái tuyến nội tiết nè, cái ví dụ của tuyến nội tiết nè, thì ví dụ tuyến tụy của mình á, nó có cái tiểu đạo Langerhans, nó bài tiết những cái là hormone insulin và glucagon. Thì những hormone này nó sẽ thấm vào máu và nó sẽ đi đến tuần hoàn khắp cơ thể mà nó gây tác dụng ha. Đó, thì tuyến nội tiết của mình thì ở trên não thì nó có vùng hạ đồi tuyến yên. Anh chị là tắt giùm em cái mic nữa ba. Ổn quá. Alo.
anh chị tắt máy tháo giùm em nha. Rồi thì cái vùng não của mình đó anh chị, thì nó sẽ có cái vùng hạ đồi nè và tuyến yên nó nằm trên đó. Vùng cổ thì mình có cái tuyến giáp, tuyến phó giáp ha. Ở vùng bụng thì mình có tuyến thượng thận nè ha. Tuyến thượng thận thì nó nằm ở trên cực trên của cái thận thì gọi tuyến thượng thận. Tuyến tụy, buồng trứng, tinh hoàn, đó, nhiều tuyến nội tiết khác nhau. Thì cái những cái hormone này thì ta sẽ chia ra làm theo cái mặt về mặt tác động thì người ta sẽ chia là hormone toàn thể hoặc là hormone tại chỗ. Toàn thể tức là sao, là một cái tuyến nó bài tiết ra cái loại hormone, cái hormone đó nó sẽ tuần hoàn khắp cơ thể để mà nó gây tác dụng được không. Thì ví dụ ở tuyến yên của mình á, nó bài tiết một cái loại hormone tên của nó là hormone tăng trưởng hay còn gọi là hormone GH hay là hormone tăng trưởng ha. Thì nó sẽ đi tác động hết cái cơ bắp của mình, các xương của mình để mà nó giúp cơ thể của mình phát triển. Tuyến giáp thì nó bài tiết hormone T3 T4 ha, hormone T3 T4 nó đi tuần hoàn khắp cơ thể để mà gây tác dụng. Insulin cũng vậy. Thì ở đây em nói với anh chị là gì, là cái này là bài đại cương thì mình chỉ nói sơ sơ về cái nó thôi được chưa. Thì mình sẽ rồi sau khi mình học bài đại cương xong mình sẽ đi đến từng cái tuyến nội tiết khác nhau được chưa, và mình sẽ học cụ thể hơn về nó ha. Rồi tuyến hormone thì là mình có hormone toàn thể thì là nó tác động đến hầu hết các tế bào trong cơ thể. Hormone còn lại là hormone tại chỗ thì tức là sao, nó bài tiết ra và nó tác động lên những cái cơ quan ở gần nó thôi, tác động lên chính nó hoặc là tác động ở gần nó thôi. Ví dụ như là cái ruột của mình đó, nó bài tiết ra những cái loại hormone tên là secretin, cholecystokinin, thì những cái loại hormone này nó sẽ làm tăng cái nhu động ruột của mình ha. Hoặc là theo cái bản chất hóa học thì người ta có thể chia ra là hormone tăng trong nước và hormone tăng trong mỡ. Hormone tăng trong nước thì cái bản chất của nó là các acid amin hoặc là protein ha. Hormone tăng trong mỡ thì bản chất của nó là steroid hoặc là cholesterol được chưa. Thì tại sao người ta phải chia cái làm vậy, làm gì được chưa? Thì mình học được khái niệm gì là tuyến nội tiết là mình biết rồi, hormone là mình biết rồi, hormone là cái những cái chất tiết vô cái tuyến nội tiết tiết ra. Hormone nó đi đến tất cả, nó hormone nó sẽ theo đi vào dòng máu và nó đi đến cái nơi để mà nó tác dụng. Nó có thể là toàn bộ các tế bào trong cơ thể của mình hoặc là có thể là một cái cơ quan nhất định thôi được chưa. Thì nếu mà nó là một cái cơ quan nhất định được chưa, thì mình gọi cái những cái tế bào ở cái cơ quan nhất định đó là các tế bào đích được chưa. Các tế bào đích của cái hormone của mình nó đi đến đâu đó thì cái chỗ đó thì ta gọi là các tế bào đích ở nằm đó ha. Thì ở bên trên tế bào đích này nó có cái gì, trên bên trên tế bào đích đó, thì nó sẽ có các thụ thể. Thụ thể là cái gì, thụ thể là nơi mà hormone nó sẽ gắn vào được chưa. Vậy là hormone của mình nó theo dòng máu nè, nó đi đến cái vùng tế bào đích và nó sẽ gắn lên trên tế bào đích ở cái vị trí là cái thụ thể của nó. Hormone nào thì gắn lên thụ thể của nó ở chỗ đó được chưa. Thì thụ thể của mình nó nằm ở ba vị trí, thứ nhất là nằm trên màng tế bào, thứ hai là nằm trong bào tương của tế bào, thứ ba là nằm bên trong nhân của tế bào. Thì tại sao người ta phải chia cái loại hormone tăng trong nước và hormone tăng trong mỡ? Thì cái màng của tế bào á là một cái màng lipid kép, cho nên những cái chất nào mà nó tan trong mỡ á, thì nó có thể đi xuyên qua tế bào mà nó đi vô, nó tác động ở các thụ thể ở bên trong bào tương hoặc là bên trong nhân tế bào, anh chị hiểu không. Còn những cái hormone tan trong nước thì là nó đâu đi đâu thế nào mà nó đi xuyên qua được cái màng tế bào này đâu, cho nên nó sẽ tác động lên thụ thể nằm ở bên trên màng tế bào thôi, nó không có đi xuyên qua được màng tế bào, hiểu không đó. Vậy là hormone tăng trong nước thì nó sẽ tác động lên thụ thể gắn trên màng tế bào, hormone tăng trong mỡ thì nó sẽ tác động lên thụ thể bào tương hoặc là thụ thể ở trong nhân. Và anh chị nhớ về cái bản chất giúp em ha. Đó, rồi ở đây em có liệt kê là những cái cơ quan nội tiết nào thường ra bài tiết ra các loại hormone tăng trong nước. Ví dụ như là vùng hạ đồi, tuyến yên, tuyến tụy thì thường bài tiết ra các loại hormone có bản chất là acid amin và protein cho nên tăng trong nước được. Vỏ thường thận, tuyến sinh dục, tuyến giáp thì thường thì nó sẽ là những cái loại tuyến nội tiết này nó sẽ bài tiết ra các loại hormone tăng trong mỡ ha. Ở đây là những cái ví dụ của các cái hormone được chưa. Thì anh chị cần phải học giúp với em cái bản này nè, em cho rất là nhiều cái trắc nghiệm ở trong cái bản này ha. Đó. Rồi cơ chế tác động tăng trong nước, tăng trong dầu ha. Tăng trong nước thì gắn vào đâu, tăng trong dầu gắn ở, tăng trong mỡ thì gắn vào đâu, ghi rõ trên đó nha. Rồi cuối cùng là anh chị cần phải học giúp em là có một cái quá trình gọi là điều hòa bài tiết hormone. Điều hòa bài tiết hormone thì đó là cái cơ chế điều hòa ngược âm tính được chưa. Điều hòa ngược âm tính, negative feedback nha. Điều hòa ngược âm tính thì cái bản chất của này là gì, là ví dụ khi mà có sự kích thích
Ví dụ một cái loại hormone nó được bài tiết ra nhiều quá đi, thì khi mà nồng độ của cái chất đó ở bên trong máu của mình quá nhiều thì sao? Thì nó sẽ quay lên các tuyến nội tiết ở phía trên để mà nó kêu là giảm bài tiết hormone xuống đi, anh chị hiểu không? Với các bạn, với cái mấu chốt của mình là cái thăng bằng nội môi, được chưa? Với cái mấu chốt của mình là thăng bằng nội môi, thì cái chất đó thì nó phải được duy trì ở một cái mức hạn định thôi. Khi mà nó tăng quá cao thì cơ thể của mình sẽ cố gắng làm cái điều gì đó để mà kêu cái thằng đó nó giảm xuống, hiểu không? Nó là như vậy. Rồi điều hòa ngược âm tính là sao? Thì ví dụ ở đây mình có cái tiếng cái có cái trục gọi là trục hạ đồi, vùng hạ đồi, trục hạ đồi, tuyến yên, tuyến yên và tuyến nội tiết cấp dưới. Thì tuyến nội tiết cấp dưới đó, của vùng hạ đồi và tuyến yên đó, nó có nhiều tuyến nội tiết lắm, một hồi mình sẽ học sao. Nhưng mà ở đây em ví dụ là một cái tuyến giáp đi, tuyến giáp thì nó bài tiết cái hormone T3 T4 ha, trong đó T4 thì người ta gọi là tyrosine, được chưa? Thì anh chị biết rồi, khi mà vùng hạ đồi thì cái trục của nó là như thế này. Vùng hạ đồi nó sẽ bài tiết ra một cái loại hormone tên của nó là TRH. TRH này nó sẽ kích thích tuyến yên bài tiết ra một cái loại hormone khác tên là TSH. TSH này nó sẽ đi đến tuyến giáp, kích thích tuyến giáp bài tiết ra hormone T3 T4 và hormone T3 T4 này nó sẽ gây tác dụng đối với cơ thể của chúng ta. Được chưa? Tác dụng gì thì họ biết sao. Bây giờ khi mà T3 T4 nó được bài tiết ra nhiều thì chuyện gì xảy ra? Thì nó không phải là cân bằng nội môi, đúng không? Khi mà nó bài tiết ra quá nhiều thì nó cao hơn rất là nhiều so với là cái mức bình thường của nó, đúng không? Thì khi mà nó bài tiết ra nhiều như vậy thì nồng độ bên trong máu nó tăng cao, thì nó sẽ quay ngược lên những cái tuyến nội tiết ở phía trên, ví dụ như là tuyến yên, ví dụ như là vùng hạ đồi. Nó kêu tuyến yên và vùng hạ đồi mày giảm bài tiết TRH đi, mày giảm bài tiết TSH đi để mà đừng có kích thích tuyến giáp bài tiết ra tyrosin nữa, để mà giảm cái nồng độ hormone tuyến giáp xuống, hiểu không? Thì cái quá trình mà nó quay ngược, khi mà nồng độ nó tăng cao nó quay ngược lên phía trên nó tác động như vậy, thì mình gọi cái quá trình đó là cái quá trình điều hòa ngược âm tính, được chưa? Nam na là như vậy. Đó là về cái bài đại cương, được chưa? Rồi thì cái bài đại cương này á là chỉ nói sơ sơ sương sương thôi, được chưa? Rồi kia bây giờ mình học đến từng cái tiếng nội tiết khác nhau nè, được chưa? Về mình học cái cấu trúc vùng hạ đồi. Vùng hạ đồi thì là nó nằm ở bên trong não mình đó mà ha. Thuộc là não trung gian, não quanh não thứ ba, thôi kệ nó đi, không quan trọng. Kiểm soát hoạt động của tuyến yên, cái vùng hạ đồi của mình nó sẽ kiểm soát hoạt động tuyến yên. Ở chỗ này nè, vùng hạ đồi nè, ở chỗ này là tuyến yên nè. Tuyến yên của mình nó đặc biệt anh chị, tuyến yên của mình nó sẽ chia ra làm hai thùy, tuyến yên trước và tuyến yên sau, được chưa? Anh chị ghi vô giúp em nha. Tuyến yên trước có khả năng bài tiết hormone, tuyến yên sau không có khả năng bài tiết hormone, được chưa? Tuyến yên trước có khả năng bài tiết hormone, tuyến yên sau không có khả năng bài tiết hormone. Tuyến yên sau chỉ có nhiệm vụ là dự trữ hormone, được chưa? Ghi vô mấy câu đi giúp em nha. Rồi vùng hạ đồi nó sẽ bài tiết các loại hormone, hormone đó nó sẽ đi xuống tuyến yên để mà tác động lên tuyến yên, được chưa? Vùng hạ đồi nó cũng bài tiết ra những cái là hormone, hormone đó nó sẽ đến thì sau tuyến yên để mà nó dự trữ, được chưa? Vậy nói tóm lại, nếu mà hormone nó đi đến thì trước tuyến yên thì nó sẽ kích thích tuyến yên bài tiết ra một cái loại hormone khác. Khi mà cái hormone ở vùng hạ đồi đi xuống thì sau tuyến yên thì nó sẽ đến đây để mà nó dự trữ thôi, được chưa? Thì mình anh chị cần phải học giúp em được cái bảng này để em mô tả cho anh chị nha. Thì chỗ này là cái vùng hạ đồi, được chưa? Hypothalamus là vùng hạ đồi, được chưa? Ở đây là thùy trước tuyến yên, còn đây là thùy sau tuyến yên, còn đây là các tuyến nội tiết cấp dưới, được chưa? Ví dụ ở đây là có tuyến sinh dục nè, tuyến thượng thận nè, tuyến giáp nè, tuyến vú nè, gan nè, thận nè, vú nè. Thì bây giờ mình mô tả như thế nào? Bây giờ mình học từng cái trước nha. Mình học ở cái thùy sau tuyến yên trước nha. Mình học ở cái thùy sau tuyến yên trước. Vùng hạ đồi nó sẽ bài tiết hai cái loại hormone ADH và oxytocin. Hai cái loại hormone này nó sẽ đến thùy sau tuyến yên để mà nó dự trữ, nhớ chưa? Thùy sau tuyến yên nó không bài tiết hormone mà nó chỉ dự trữ hormone từ cái vùng hạ đồi là ADH và oxytocin, nó đến thùy sau tuyến yên, nó đến đây nó dự trữ thôi, được không? Vậy nghe ha, hỏi cái vùng hạ đồi là nó có bài tiết hormone không thì trả lời là không nha. ADH nó đến thùy sau tuyến yên để mà nó dự trữ, khi mà nó nhận được kích thích
thì nó sẽ phóng thích cái hormone ADH từ cái thị sao tuyến yên này đi vào máu, và nó sẽ theo cái đường máu nó đi đến tuyến nội tiết cấp dưới của nó, ở đây là thận. Được chưa? ADH nó sẽ tác động lên cái thận như thế nào thì nó sẽ kêu cái thận của mình tái hấp thu nước. Được chưa? Anh chị ghi vô giùm em cái chức năng nha. Tái hấp thu nước, ADH thì nó sẽ giúp tái hấp thu nước. Ha. Oxytocin là hormone hạnh phúc đúng không? Mình nghe tên nó rồi, hormone hạnh phúc. Hormone này nó có ha, nó cũng y chang như ADH vậy, nó đến là dự trữ thì sao tuyến yên, khi mà nó nhận được kích thích thì là nó sẽ bài tiết ra, nó đi vào máu và nó đi đến cái tuyến nội tiết cấp dưới của nó. Nó tác động. Ở đây thì cái oxytocin thì nó tác động lên hai chỗ. Thứ nhất là cái tuyến vú của mình, thứ hai là cái tử cung. Ở cái tử cung có oxytocin đó anh chị, thì nó tạo nên cái cơn gò tử cung của mình, nó sẽ tạo nên cái sức co bóp tử cung. Bởi vậy khi mà một người phụ nữ người ta chuyển dạ đó thì người ta thường chích những cái, thì người ta sẽ có chích hoặc xin lỗi anh chị, chờ em chút xíu nha anh chị. Rồi, tiếp tục nha. Ha, oxytocin này thì nó sẽ có chức năng, nó tác động lên cái cơn tử cung, cơn gò tử cung á, nó sẽ tạo ra cơn gò tử cung của mình. Cho nên là những người phụ nữ mà người ta chuyển dạ, người ta sắp sinh đó ha, thì mình có thể người ta sẽ có những cái chế phẩm người ta chích oxytocin này vào, thì nó sẽ tạo ra cơn gò tử cung hỗ trợ cho người phụ nữ ha sinh sản. Được chưa? Còn ADH này thì nhớ là rồi, cái tác động thứ hai của oxytocin nó là tác động lên tuyến vú, thì nó sẽ gây co bóp các cơ ở chỗ cái ống tuyến vú, được chưa? Nó sẽ giúp bài xuất sữa, được chưa? Nó bài xuất cái sữa ra. À, cho khi mà đứa trẻ nó bú á, à, thì khi nó sẽ cái việc mà đứa trẻ nó bú nó sẽ tác động lên vùng hạ đồi của mình nó sẽ giải phóng ra oxytocin, oxytocin này nó sẽ tác động lên tuyến vú, nó sẽ làm cho cái tuyến vú của mình nó co bóp, thì nó sẽ phóng thích cho cái sữa đó cho đứa trẻ nó bú, được chưa? Rồi đó là thì sao tuyến yên là cái chuyện đơn giản này, không có gì hết trơn. Vùng hạ đồi nó bài tiết cái hormone nó đến thì sao tuyến yên để mà nó dự trữ, rồi khi mà có kích thích thì nó sẽ đi vào máu và nó gây tác động, được chưa? Bây giờ đến cái thì trước tuyến yên thì anh chị sẽ cần học như thế này, là anh chị học thẳng từ nguyên một trục từ trên xuống dưới ha, theo từng trục như thế này, nó cũng không có gì phức tạp đó. Chỉ là anh chị mới học lần đầu thì nó hơi khó hiểu chút xíu thôi, chứ cũng không có gì phức tạp đó. Ha, học theo từng chục như vậy. Thì bây giờ đầu tiên hồi nãy cái ví dụ nãy nè, vùng hạ đồi nó sẽ bài tiết ra một cái loại hormone, hormone đó nó sẽ đi đến thì trước tuyến yên, kích thích thì trước tuyến yên bài tiết ra một cái loại hormone khác, hormone đó nó sẽ đi đến tuyến nội tiết cấp dưới của nó, kêu cái tuyến nội tiết cấp dưới đó làm một cái công chuyện gì đó, được chưa? Vậy thôi. Rồi bây giờ mình sẽ học đến từng loại hormone nè. Vùng hạ đồi bài tiết ra TRH. TRH nó sẽ đi đến thùy trước tuyến yên, kích thích thùy trước tuyến yên bài tiết ra TH. TH này nó sẽ đi đến tuyến giáp, kích thích tuyến giáp bài tiết ra hormone tuyến giáp là T3-T4. T3-T4 này nó sẽ ảnh hưởng đến cái quá trình chuyển hóa cũng như là hoạt động các cơ quan, được chưa? Tăng quá trình tiến hóa, tăng hoạt động các cơ quan. CRH do vùng hạ đồi tiết ra sẽ đi đến thùy trước tuyến yên, kích thích thùy trước tuyến yên bài tiết ra ACTH. ACTH này nó sẽ đi đến cái tuyến nội tiết cấp dưới của nó là tuyến thượng thận, được chưa? Kích thích cái tuyến thượng thận bài tiết ra hormone cortisol. Hormone cortisol này là hormone chống stress anh chị ha. Gonadotropin releasing hormone hay còn gọi là GN nhỏ GH thì là do cái vùng hạ đồi tiết ra, vùng hạ đồi tiết ra GN nhỏ GH sẽ đến kích thích thì trước tuyến yên bài tiết ra FSH và LH. FSH và LH này nó sẽ đi đến cái vùng hạ đồi ở cái người nam thì nó tác động lên cái tinh hoàn, thì nó sẽ kêu cái tinh hoàn bài tiết ra testosterone và nó sản sinh tinh trùng. Ở người nữ thì nó kêu cái buồng trứng sản sinh ra estrogen và cái trứng của mình, đơn giản vậy thôi. Prolactin BRH do cái vùng hạ đồi tiết ra nó sẽ đến thì trước tuyến yên, kích thích thì trước tuyến yên bài tiết ra hormone prolactin. Prolactin này nó sẽ đi đến cái tuyến vú, kích thích tuyến vú, làm cho tuyến vú của người phụ nữ phát triển, sinh sản phát triển, tức là tuyến vú của người phụ nữ sẽ to lên. Thứ hai á, là nó sẽ sản xuất sữa. Oxytocin là nó bài xuất cái sữa đó ra, được chưa? Là tức là có sữa rồi, nó co bóp để mà bóp cái sữa đó ra.
Còn prolactin là sản xuất cây sữa, tức là từ không có sữa thành có sữa. Hiểu không? GH, RH do vùng hạ đồi tiết ra sẽ đi đến thị trước tuyến yên, kích thích thị trước tuyến yên và tiết ra hormone tăng trưởng hay còn gọi là GH. GH này nó sẽ đi đến tuyến nội tiết cấp dưới, kêu tuyến nội tiết cấp dưới. Nó sẽ đi đến tuyến nội tiết cấp dưới. Ở đây là gan, thì gan của mình nó sẽ chuyển GH này thành một cái loại hormone mà có tác động. Thì hormone đó nó sẽ phát triển cơ thể của mình, giúp cho cơ thể của mình tăng trưởng, phát triển lên, phát triển cơ bắp, phát triển xương cốt. Rồi lên, mình sẽ to lên, mình sẽ lớn lên. Được chưa? Thì đó là cái loại hormone. Đó là các loại hormone ở vùng hạ đồi và tuyến yên trước. Được chưa? Thì anh chị rất là đơn giản, anh chị chỉ cần học từ trên xuống dưới như thế này, từng chục một. Được chưa? Đó, còn nhớ thì sao tiếng yên thì nó không bài tiếng hormone, nó chỉ là nơi để mà dự trữ hormone thôi. Thì ở đây có các tên viết tắt này ha, thì anh chị có thể đọc thêm. Rồi, anh chị có thể đọc thêm nha. Thì cũng rất là đơn giản thôi. À, đâu có gì đâu có. À, gonadotropin releasing hormone. Releasing là giải phóng, chữ H là hormone, chữ R là releasing, GN nhỏ là gonadotropin. Gonadotropin là cái tiết sinh dục, được chưa? À, CRH là corticotropin releasing hormone, tức là hormone giải phóng cortisol. TRH là tyrosine releasing hormone, hormone giải phóng hormone tuyến giáp. BRH là prolactin releasing hormone, hormone giải phóng prolactin, rất là đơn giản. À, đó, thì anh chị học đơn giản như vậy thôi. Ok, từng chục đi xuống ha. Rồi tiếng yên này thì nãy giờ mình nói chung với cái tiếng giáp luôn rồi. Thì ở đây là một số bệnh của tiếng yên nè anh chị thấy nè, cái tiếng yên á, anh chị biết Lionel Messi đúng không? Lionel Messi á, cầu thủ bóng đá là nổi tiếng đó. Thì lúc nhỏ anh ta bị cái bệnh là anh ta thiếu cái hormone sinh trưởng, thiếu hormone GH đó, cho nên anh ta bị cái bệnh lùn tuyến yên. Thì cái bệnh đây, nhưng mà anh ta được phát hiện sớm, rồi anh ta qua Barcelona để mà anh ta đá banh đó, thì ở đó anh ta điều trị cho anh ta tiêm cái loại hormone tăng trưởng vô, thì anh ta bắt đầu cao lớn lên trở lại, được chưa? Rồi những đứa trẻ mà người ta bị thiếu hormone GH này, người ta sẽ bị cái bệnh gọi là bệnh lùn tuyến yên. Còn nếu mà dư thừa quá, ví dụ bị u cái chỗ tuyến yên thì nó tiết ra quá trời nhiều cái hormone GH đi, thì người ta có thể bị cái bệnh gọi là bệnh người khổng lồ ha. Rồi có thể người ta cái GH này nó bị dư thừa, nhưng mà sau cái tuổi dậy thì á, thì nó chỉ bị cái bệnh to đầu ngón thôi ha. Đó, rồi đây là liên quan tới hormone ADH nè. À, thì sao tuyến yên, nhớ không? Thì ADH này có chức năng là kích tác động lên cái thận của mình, kêu cái thận của mình nó tái hấp thu nước. Thì kêu cái thận của mình nó tái hấp thu nước. Rồi cái bệnh đái tháo nhạt này là sao? Là cái bệnh này á anh chị, không biết bị một cái vấn đề gì đó, người ta không có sản xuất ra được hormone ADH. Thì lúc này cái thận của mình nó sẽ làm sao? Nó không tái hấp thu nước. Khi mà nó không tái hấp thu nước thì nó không có cô đặc được nước tiểu của mình, thì mình sẽ đi tiểu ra rất là nhiều. Bình thường thì mình đi tiểu cỡ 1 lít rưỡi 2 lít ngày thôi, đúng không? Khi mà người ta đi tiểu quá trời nhiều như vậy thì nó ai mà chịu nổi, đi tiểu ngày mười mấy 20 lít nước ai mà chịu nổi, đúng không? Đó, thì bị đái nhiều do thiếu hormone ADH này, thì cái bệnh đó người ta gọi là cái bệnh đái tháo nhạt ha. Thì cái bệnh này cũng không phải là thường gặp gì lắm, cái bệnh này cũng hiếm gặp nha. Đó, thì đó là một vài nét về cái hormone tuyến giáp. À, đó là một vài nét về các vùng hạ đồi và tuyến yên ha. Thì không rồi à, không biết anh chị có thắc mắc gì không ta, hay là có chỗ nào em giảng chưa rõ không? Dạ không thầy ơi. Rồi. Em mới học 2 buổi mà em thấy nhiều quá thầy ơi. Trời ơi, cái này là so với cái chương trình của em học không được một phần mười chị ơi. Em để em đọc cuốn sách đại học dự Hồ Chí Minh cho chị coi. Chưa thẩm được thì ơi, cái này nó chưa được một phần mười, 1/20 của cái cuốn sách đại học dự Hồ Chí Minh nữa. Nhưng mà chắc thầy chia nhiều học kỳ, nhiều lần học. Đúng rồi. Cái này anh chị biết không, là mấy tháng bây giờ học môn đúng mấy tuần.
Em thấy em có, nó cũng tấu hài thiệt. Hồi xưa á, là em học giải phẫu sinh lý á, là người ta có cái môn giải phẫu, rồi người ta có cái môn sinh lý nữa. Nhưng mà giải phẫu á, là người ta chia ra làm giải phẫu 1, giải phẫu 2, rồi thực tập sinh lý 1, thực tập sinh lý 2, rồi sinh lý 1, sinh lý 2, rồi thực tập sinh lý 1, thực tập sinh lý 2. Tức là 8 môn cho đó đó, là em học là nó gần 100 mấy chục buổi đó, thì là nó mới hết được cái giải phẫu và cái sinh lý. Rồi 100 mấy chục buổi đó bây giờ kêu em gom lại thành 8 buổi. Gom làm sao vậy, gom ông nội em mà gom ai gom nổi. Ai học không, không nhớ bài nên trời ơi, kiểm tra không nhớ luôn. Rồi cái này giống như là cái này mẹ ơi là... cho em ý kiến chút thầy. À dạ, cái này vốn vị nó cũng khá là phức tạp á thầy. Em tối nay chắc em cài tài liệu, chứ còn nãy giờ em nghe thật sự mà em lĩnh hội, bởi vì cái này em chưa học lần nào nên lĩnh hội được chắc khoảng 20 hoặc 15% là nhiều lắm ạ. Dạ, thậm chí có ghi chú đó mà ghi cũng đâu có kịp với thầy nói đâu. Bây giờ là đang ghi âm. Dạ. Giờ để nghe lại á. À, rồi, ok. Dạ. Thì cái này bây giờ mình làm vài câu trắc nghiệm thử coi ông. À, thầy ơi, cho em hỏi nè. À, hỏi đi bạn. Dạ, cho em hỏi cái là cái hormone mà tan trong nước mà gắn với thụ thể là sao thầy nhỉ? Để đi vào tế bào á, em không hiểu cái chỗ này. À, thì dựa vào cái bản chất của nó, dựa vào cái bản chất của nó, thì ví dụ acid amin và protein đi, thì nó chỉ tan được trong nước thôi, được chưa? Còn mà steroid và cholesterol thì nó sẽ tan được trong mỡ. Thì tại vì cái tế bào của mình đó anh chị, cái màng của tế bào của mình đó, thì nó bản chất của nó là cái màng lipid kép, hiểu không? Cái màng lipid kép là tức là cái màng mỡ đó, cái màng mỡ kép đó, nói cho dễ hiểu là màng mỡ kép đó. Thì cái thằng hormone nào mà nó bản chất là tan trong mỡ thì nó đi qua được cái lớp mỡ này, cái lớp mỡ của tế bào á, thì hiểu không? Đó, cho nên là hormone tan trong mỡ thì nó sẽ đi xuyên qua được tế bào và nó tác động lên cái thụ thể ở trên cái bào tương của tế bào và ở trên cái nhân của tế bào. Được chưa? Còn những cái thằng hormone nào mà nó tan trong nước á thì nó đi xuyên qua được cái màng của tế bào, nó đi xuyên đâu có được. Cho nên nó chỉ tác động lên những cái thụ thể và nó nằm ở phía trên cái màng tế bào thôi. Nằm ở ngoài, nằm ở trên cái màng tế bào thôi. Hiểu không? Nó khác biệt là như vậy đó. Được không chị? Tức là cái hormone nó chỉ nằm ở bên ngoài tế bào, không đi vào được tế bào hả thầy? Không phải là nó. À, đúng rồi, hormone nó không đi vào được tế bào. Nó gắn vào cái thụ thể ở bên trên màng tế bào thôi. Được không? Thì đây nè. À, đây là, thì đây là các tế bào bình thường của mình thì nó sẽ là như vậy, được chưa? Tế bào của mình á thì nó sẽ có một cái lớp màng nó bao phủ quanh tế bào như thế này, thì cái màng này là cái màng lipid kép, được chưa? Rồi ở bên trong cái màng thì nó là bào tương, và tận cùng ở bên trong của tế bào thì nó là nhân của tế bào, được chưa? Thì nếu mà nó là hormone tan trong nước á thì nó đi xuyên qua cái lớp màng này đâu có được, đúng không? Cho nên nó sẽ có những cái thụ thể nó gắn ở phía trên của cái màng tế bào của mình như thế này. Nó gắn ở phía trên cái màng tế bào của mình như thế này. Rồi, cái hormone của mình nó sẽ đi đến và nó sẽ gắn vào cái thụ thể nằm trên màng tế bào và nó gây tác động vào bên trong thôi, chứ thằng hormone này nó không thể đi vào cái thằng tế bào được. Hiểu không? Dạ rồi ạ, em cảm ơn thầy. Okay. Rồi những cái loại hormone nào mà nó tan trong mỡ á, thì sao? Nó có thể trực tiếp đi xuyên qua cái màng tế bào này và nó tác động đến những cái thụ thể nó nằm ở phía trong bào tương này, được chưa? Và nó tác những cái thụ thể và nó nằm ở phía bên trong nhân của tế bào, ha, nằm ở phía bên trong nhân của tế bào, thì nó là khác biệt như vậy. Thì là nó dựa vào là cái bản chất của nó là gì? Nếu là steroid thì cholesterol thì nó tan được trong mỡ, acid amin protein thì nó chỉ tan trong nước được thôi, hiểu không? Đó. Rồi, tôi thử làm câu hai câu thôi. Rồi, câu số làm giúp em câu số 11 đi. Câu số 11. Đặc điểm là sau đây là của tiếng nội tiết. Không có ống dẫn. Rồi, đúng rồi, câu A ha. Câu B này nó sai làm sao, nó sai chỗ nào?
cái đó là của tiếng nội tiết. Đúng rồi, tiếng nội tiết của mình thì nó không có đổ vào một cái, nó không có đổ vào một cái cơ quan nhất định, hiểu không? Nó chỉ thấm, nó khi mà được cái tiếng nội tiết bài tiết ra thì nó đi vào bên trong máu của mình, được chưa? Và nó đi đến khắp nơi trong cơ thể thì mà nó gây tác dụng. Cái này là định nghĩa của tiếng ngoại tiết. Rồi cái câu C này nó sai chỗ nào ta? Tuyến giáp, tuyến tị nội tiết, tuyến yên cùng hạ đầu. Nội tiết và ngoại tiết. Đúng rồi, không thì đúng rồi đó, nó là đúng rồi đó, thì nó cũng là tuyến nội tiết, hợp lý. Nó có thận. Thận, thận đúng rồi nè, sai chỗ chữ thận này nè. Nó phải sửa lại là tuyến thượng thận, còn cái thận của mình nó là thuộc hệ tiết niệu chứ không phải thuộc hệ nội tiết nha. Ha. Cho nên câu C này nó sai chỗ chữ thận nè. Cho nên mình chọn đáp án A. Rồi. Hormone nào sau đây là hormone tan trong nước, ngoại trừ Aldosterone. Đúng rồi. GH nè thuộc tiếng yên nè, prolactin thuộc tiếng yên nè, TSH thuộc tiếng yên nè, thì hormone thuộc tiếng yên thì có bản chất là acid amin hoặc là protein, cho nên nó tan trong nước, được chưa? Còn aldosterone này thì mình chưa học, nhưng mà nó là thuộc cái loại hormone thuộc cái tuyến thượng thận, cho nên đó là nó tan trong mỡ. Ha. Hormone nào sau đây là hormone tan trong dầu, ngoại trừ đúng rồi, cái tuyến tụy nè. Cái tuyến tụy này nó sẽ bài tiết cái hormone bản chất là acid amin và protein, được chưa? Cho nên là tuyến tụy của mình bài tiết insulin, cho nên thì nó sẽ tan được trong nước ha. Còn những cái lần hormone cortisol nè là của tuyến thượng thận nè, estrogen nè của tuyến sinh dục nè, testosterone cũng của tuyến sinh dục luôn nè ha. Rồi câu nào sau đây đúng nhất khi mà nói về cái chức năng của hormone oxytocin? C. Đúng rồi, nó kích thích tuyến vú bài xuất sữa, tức là đã có sữa rồi nó bóp một cái để mà dăng cái sữa ra để cho đứa nhỏ nó bú. Thứ hai là nó gây co hồi tử cung, mình chích cái oxytocin này vô để mà cái người phụ nữ khi mà chuẩn bị chuyển dạ đó có một cái cơn gò để mà đẩy đứa trẻ nó ra ha. Đó, thì mình chọn câu C ha. Câu này buồn đúng em, mình chọn câu C. Rồi khi mà nói về cái hormone tiếng yên thì câu nào sau đây là đúng? B. Đúng rồi, câu B. GH là hormone tăng trưởng giúp tác động lên toàn bộ tất cả các tế bào cơ thể mình luôn. Cơ quan hay là xương hay là cơ bắp gì đó nó cũng tác động đến và nó sẽ giúp là nó to lên, nó bự lên. Được chưa? Đơn giản vậy. Bởi vậy người ta gọi hormone GH là hormone tăng trưởng. Rồi câu A này nó sai chỗ nào? Bây giờ TSH này nó sẽ kích thích tiếng gì? TSH sẽ kích thích tiếng gì? TSH do tiếng yên tiết ra này nó sẽ kích thích tiếng gì? Tuyến giáp. Đúng rồi, tuyến giáp. Tuyến giáp thì nó tiết ra hormone gì? T3, T4. Đúng rồi, T3, T4, được chưa? Thì mai mốt mình học cái bài tiếng giáp mình học sao? Còn bây giờ mình biết hôm nay vậy đi. Rồi mai mốt mình học cái bài tiếng giáp mình học sao? Được chưa? Không sao hết. Rồi. Cái câu C này á thì là tại vì anh chị chưa học cái bài này. FSH bạn là H thì nó tác dụng là hormone, nó kích thích sinh dục đúng không? Thì ở người nam á thì nó sẽ bài tiết ra testosterone, còn cái này nó ghi là progesterone cho nên nó sai chỗ này nè, được chưa? Ha. Rồi tiếng yên bài tiết prolactin thì nó ức chế phát triển tuyến vú, là đúng hay sai? Tiếng yên sai. Sai chỗ nào? Sai chỗ nào rồi sửa lại sao mới đúng? Sai chỗ ức chế. Phải là kích thích phát triển tuyến vú đúng không? Kích thích phát triển tuyến vú làm tuyến vú người phụ nữ to lên, bự lên. Rồi bệnh lùn và người khổng lồ do bệnh lùn và người khổng lồ liên quan đến một cái loại hormone từ tiếng yên, thì hormone đó là cái gì? D. Rồi H đúng không? Câu D. Rồi. Đó thì là vậy thôi, là những cái trắc nghiệm vậy đó. Thì em thấy anh chị trả lời được hết trơn chứ đâu có câu nào trả lời không được đâu. Giải thích cặn kẽ từng câu từng chữ luôn ha. Rồi, thì chắc hôm nay thì mình học tới đây, rồi ngày mai mình sẽ tiếp tục ha anh chị. Ha. Rồi anh chị có thắc mắc gì không? Anh chị có thắc mắc gì nãy giờ bài mình học không? Thầy ơi cho em hỏi xíu. Cái đề cương ôn tập á, ví dụ như mà xong mỗi một bài á mà về nhà làm
mấy cái câu hỏi đó xong rồi trả lời xong rồi gửi thầy review qua coi đúng sai được không thầy? À, mấy câu trắc nghiệm hay gì? Không, cái chỗ mà hôm qua thầy cho ngay cái chỗ đề cương ôn tập á, ở mỗi một bài học có là có mười mấy câu gì đó. Là thì chị dựa vô cái nói chung á, là chị hiểu vấn đề như thế này nè, em thì em cũng đi làm đồ á, cho nên á, là mỗi người mỗi gửi á, thì em khó lòng mà em giải hết cho mọi người, hiểu chị đúng không? Tại vì em còn công chuyện của em nữa cho nên cũng khó lòng lắm. Thì bây giờ anh chị các anh chị thì tất nhiên mình sẽ hợp với nhau để mà mình cùng nhau giải tạo thành một cái nhóm, nó nhiều người ta giải cùng lúc. Thì khi mà anh chị nhiều người giải như vậy thì tất nhiên thì sẽ có những cái câu anh chị giải được và những cái câu anh chị giải không được, thì đa phần là anh chị sẽ giải được, tại vì những cái câu hỏi trong đó nó rất là đơn giản, được chưa? Rồi những cái câu nào mà anh chị giải không được á thì anh chị nhắn tin cho em để mà em, nếu mà thì em sẽ trả lời cho anh chị ha. Anh chị cứ soạn ra đáp án rồi em sẽ trả lời những cái câu mà anh chị cảm thấy là khó khăn ha. Còn mà khi mà em chiêu kêu mà em trả lời hết á thì là thực là mà trả lời không có không có khả năng, chị hiểu không? Dạ. Yeah. À nói vậy thôi. Cảm ơn thầy. Dạ, ok chị. Cho hỏi cái thầy. Dạ, anh cứ hỏi ạ. Thầy gửi cái trên cái phong chat nó trôi mất tiêu vậy, thầy gửi mấy cái bài không có đây mà làm được luôn. À, mọi người có ai gửi lại giúp em nha. Ừ, có gì cho anh trai này anh biết chứ. Ngày mai sẽ học tiếp bài nào thì ơi? À, thì bữa ngày mai mình sẽ học tiếp tục cái bài tiếng gia tiếng tiếng nội tiết này ha, bài tiếng nội tiết này với hô hấp đi, với bài hô hấp đi, với bài hô hấp thì học được nhiều thì học thôi ha. Khi nào mình kiểm tra 10 phút vậy thầy? À, kiểm tra 10 phút hả? Thì thứ năm mình cho anh chị kiểm tra một bài thôi ha, bài trên mặt thôi. Và thứ năm kiểm tra một bài trên mặt duy nhất nha. Thầy ơi, thứ năm em mất đi làm tối em mới về sao? 9 giờ tối hôm đó em có ca ghép tận. Chuyển sang thứ hai được không thầy? Cũng được. Khoan đã. Thôi thì thứ sáu này được không? Thứ sáu thì hình như thứ sáu mình không có học rồi. Ủa thứ sáu mà không học gì? Thứ sáu có lịch học mà anh chị. Ủa có hả? Em mình học là thứ hai tới thứ sáu mà. Hai đến thứ sáu rồi. Thứ sáu này thấy nghỉ. Thầy ơi. Tuần này không có lịch, tuần sau mới có lịch. Thầy ơi, thí dụ nhưng mà kiểm tra mà có thể cho vô thứ hai được thì nó tốt nhất, tại vì có thứ bảy với chủ nhật để coi lại bài á, còn các ngày thứ là đi hả, đi làm xong về đến nhà là học luôn nên thành ra cũng không có thời gian coi bài. Rồi ok, thứ hai kiểm tra ha. Thứ hai kiểm tra một bài duy nhất, một bài tin mật nha. Rồi. Dạ, cảm ơn thầy. Có gì chốt kèo vậy nha. Thầy... kiểm tra trễ chút được không thầy? Em đi làm về trễ hơn khoảng 15 phút. À, rồi thì tới bữa thứ hai á, thì mình học xong thì mình sẽ kiểm tra. Dạ rồi. Okay. Chốt gì đây ha. Rồi tới giờ thì cái bữa đó thì mình coi mình học tới mấy giờ rồi cái mình học xong cái mình kiểm tra ha. Dạ cảm ơn thầy. Rồi ok. Dạ. Rồi, tạm biệt anh chị. Dạ, thầy ơi có thể cho em xin đáp án của câu 5, 6, 7, 8, 9, 10 không thầy? À, mấy câu tin mạch hồi nãy hả? Dạ đúng rồi. Mấy câu tim mạch thì thôi để em giả luôn cho. À, rồi chu chuyển tim. Câu 5 mình chọn đáp án gì ta? Câu chuyển tim. B. Chu chuyển tim. B. À, đúng rồi, cuối chu kỳ có thắt này đến cuối chu kỳ có tiếp kế tiếp đúng không? Một chu chuyển tim thì kéo dài 0,8 giây, giai đoạn thu nhĩ kéo dài bao nhiêu giây? Quá dễ rồi. Câu A 0,1 giây. 0,3 giây là thu thắt, 0,4 giây là tâm thu đúng không? Rồi tiếng tim T3 là do gì? Máu dội vào thành tâm thất vào thời kỳ tim hút máu về nhanh. Đúng rồi, chọn câu A. Còn câu B là tiếng tê máy. T4. Câu C là tiếng tê máy. C là T1. Rồi D là T2. Được không? Đơn giản vậy thôi chứ đâu có gì đâu. Rồi công thức để tính thể tích nhắc bóp là gì? Là thể tích cuối tâm trương, cuối tâm thu. Đúng rồi, câu này mình chọn câu C nha. Câu 8 mình chọn câu C nha.
tới tâm thu trừ cuối tâm chương. Tâm chương là lúc máu ở trong tâm thất của mình nhiều nhất, tâm thu là lúc máu trong tâm thất của mình ít nhất, lấy nhiều nhất trừ ít nhất thì nó sẽ ra được cái thể tích nhất bóp ha. Rồi phát biểu về định lực Frank Starling thì câu nào sau đây là đúng? Câu A, khi lượng máu về tim tăng thì sức co bóp cơ tim tăng. Ok, đồng ý ha. Thì nó cơ tim mình giống như cái lò xo đó, khi mà lượng máu về tim của mình nó nhiều thì lò xo giãn ra nhiều. Lò xo giãn ra nhiều, khi mà nó co lại thì nó sẽ tạo ra một cái lực lớn hơn ha. Thì khi lượng máu về tim nhiều thì sức co bóp cơ tim của mình nó sẽ tăng. Rồi, ok, vậy thôi. Trời, mấy câu này dễ ẹt mà anh chị biết hết trơn mà có gì đâu. Thầy ơi, câu 9 mấy rồi? Câu 9 hôm qua giải rồi. Câu D. Rồi dạ. À. Rồi ha. 5A phải không thầy? Cái gì? 5A. 5 hả? 5B. 5B. B. Dạ thầy. Rồi. Rồi. Đó, vậy thôi á. Thầy gửi lại cái đường link của Zalo trên khung chat vô cái này. Không có cái đường link, không có vô làm bài của thầy được. Mất tiêu rồi. Đây nè, thấy không? Trên khung chat có nè. Đó, tao không thấy. Mấy anh chị gỡ lên quá trời luôn nè, thấy chưa? Rồi mới gỡ lần nữa nè, thấy chưa? Và tại sao nó không có nằm ở trong vị trí này? À, do nhiều khi mấy anh chị vô sau á, là mấy cái file đầu thầy gửi có thể là không lấy được á. Lấy được mất tiêu hết trơn rồi. Để em gửi lại cho. Ôi thầy ơi, lịch là em thấy thứ sáu này không có học, vậy là mình còn không học luôn đúng không thầy? Ừ, trời, khoan chờ xíu. Tuần này 2, 3, 4, 5 tuần sau mới có thứ sáu. Vậy hả? 2, 3, 4, 5 rồi tuần sau thì năm thứ sáu rồi, ok. Rồi vậy tới thứ hai tuần sau thì mình sẽ kiểm tra, thứ sáu không có, ok. Rồi. Rồi vậy mình kết thúc ở đây bữa nay ha. Rồi tạm biệt anh chị nha. Ngày mai gặp lại. Thầy, chào thầy. Cảm ơn thầy. Chào thầy. Chào thầy. Cảm ơn thầy. Chào thầy. Có treo máy không thầy ơi? Dạ anh chị ơi, cho em xin cái lịch học đi ạ. À, tại vì em khác lớp đó, cho nên là em không có cái lịch học á, cho nên là em không có theo dõi được. Dạ em cảm ơn chị ạ. Chị có trong cái nhóm Zalo không? Dạ có ạ. À, vậy để mình gửi lên đó cho. Dạ rồi, em cảm ơn chị nhiều ạ. Dạ. Giờ thầy còn ở đó không ạ? Không còn nhưng